con yêu dấu. Hôm nay cha đến với các con trong tình yêu thương thắm thiết. Và điều cha muốn nói với các con hôm nay là tình yêu của cha, mà cha sẽ chỉ có thể diễn tả lên phần nào bằng thứ ngôn ngữ hẹp hòi và hết sức hạn chế của trần gian. Thật vậy, không một thứ ngôn ngữ nào, không một lời nói nào có thể nói lên được hết, diễn tả được trọn vẹn tình yêu của cha. Các con ơi, cha là tình yêu là cha. Tình yêu của cha tuôn thao bất tuyệt, chảy ngập tràn lai láng trong càn khôn vũ trụ, trong muôn loài vạn vật, trong khắp cùng mọi ngõ ngách của cuộc đời. Tình yêu của cha thể hiện trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh, luôn luôn tuôn chảy trong từng hơi thở của vũ trụ, trong mọi tế bào đang luân lưu, đang rung động trong cái sinh hồn của trần gian. Có thể nói tình yêu của cha thể hiện vô cùng vô biên, mà chỉ riêng các con đã ngộ được chân lý, các con mới nhận ra sự hiện diện tình yêu của cha ở mọi nơi mọi lúc. Các con ơi, cha yêu các con vô bờ. Tình yêu của cha hiện diện cả trong sự thiện lành, cả trong ác trược, cả trong tiếng khóc lẫn trong nụ cười của trần gian. Tình yêu của cha chính là luật luân hồi, luật nhân quả, luật tiến hóa của muôn loài vạn vật đấy các con. Vì yêu nên cha cho các con học hỏi để tiến hóa. Vì yêu nên cha cho các con học làm kim thạch, học làm thảo mộc, học làm cầm thú, rồi học làm người theo chu trình tiến hóa tự nhiên. Vì yêu nên cha cho các con học mê trận, học ác trược, học làm điều ác trược theo sự phát triển của hạ trí, theo sự phát triển của phàm ngã, để rồi các con bị đọa xa, rồi bị ngụp lặn trong biển mê, tạo bao nghiệp quả để phải bị trả quả, bị nhồi quả để luân hồi chuyển kiếp. Qua bao thăng trầm với những bài học thấp thoải, giúp các con phát triển phàm ngã, qua bao đổi thay nếm đủ vị chua cay, mặn đắng ngọt bùi trong chu trình tiến hóa của cái ta phàm phu. Khi đã thấm thía mùi vị đau khổ, thấm thía cái hư ảo của kiếp người, thấm thía cái giả tạm của cái gọi là hạnh phúc của trần gian, lúc bây giờ các con sẽ bước sang một giai đoạn mới, bước vào một cuộc hành trình để tìm về giải thoát. Trong cuộc hành trình này, các con sẽ gặp sự tranh chấp giữa tiếng gọi của phàm ngã và tiếng gọi của chân ngã. Và như vậy, các con sẽ có dịp học bài học về ý chí, về nghị lực, về lòng can đảm, về sự nhẫn nhục, về lòng yêu thương, về hạnh sáng suốt. Nói tóm lại là học ba chữ bi trí dũng, nghĩa là các con sẽ học bi, tức là học yêu thương, học trí, tức là học trao dồi sự sáng suốt, học phân biệt các lẽ thiện ác, và học dũng là học rèn luyện ý chí. Muốn giải thoát, các con phải thấm nhuần, phải học thuộc lào lào ba chữ bi trí dũng, mà sự tranh chấp giữa ác trược và sự thiện lành sẽ giúp đỡ các con cơ hội học và phát triển ba chữ đó. Tại sao sự tranh chấp giữa ác trược và sự thiện lành lại giúp các con tiến bộ? Tại sao sự xung đột giữa phàm ngã và chân ngã, giữa cái ta thật và cái ta phàm phu lại giúp cho các con tiến hóa? Các con ơi, các con phải biết rằng tiếng nói của phàm ngã là tiếng nói của lục căn lục trần, tiếng nói của ác trược, tiếng nói thúc giục các con hành động trái lương tâm, thúc giục các con tranh chấp hận thù, ganh tị tham lam tức giận, thúc giục các con chỉ muốn lợi cho mình, sướng cho mình, dù có phải gây đau khổ cho người, dục các con lười biếng, chán nản, bê trễ, buông xuôi. Còn tiếng nói của chân ngã là gì? Tiếng nói của chân ngã là tiếng kêu gọi các con quay về sự thiện lành, kêu gọi các con sống theo lương tâm, thúc giục các con yêu thương, tha thứ, hy sinh vì người hơn là vì mình, làm điều gì tạo được niềm vui hạnh phúc cho người, dục các con siêng năng tinh tấn, phấn đấu vươn lên trong nghịch cảnh. Đấy là tiếng nói của chân ngã đấy các con. Sự tranh chấp giữa chân ngã và phàm ngã thật hết sức quyết liệt. Con người ở giai đoạn đầu của sự phát triển chân ngã sẽ rất dễ dàng bị khống chế bởi phàm ngã, tức rất dễ nghe theo lục căn lục trần để làm bao điều ác trược, bao điều trái lương tâm. Tiếng gọi của chân ngã ở giai đoạn này sẽ vang lên một cách yếu ớt, do đó con người sẽ phấn đấu cách vô vọng với tội lỗi, với ác trược. Vì vậy nên phàm ngã thắng, chân ngã phải thua, nên con người đã dễ dàng sa vào tội lỗi ác trược.
Sa vào ác trược là tạo nhân không lành. Nhân không lành thì quả không ngọt. Quả không ngọt tức gặp đắng gặp cay. Nếm vị đắng vị cay tức nếm mùi đau khổ. Cứ như vậy, cứ làm tội lỗi, cứ tạo tội lỗi, tạo bao nghiệp chướng, rồi bị nhồi quả, bị đau khổ, ngụp lặng trong đau khổ. Cho đến khi con người phát sợ đau khổ, không dám làm điều gì để tạo nên nghiệp dữ, để khỏi phải nếm mùi đau khổ nữa. Tới chừng ấy và chỉ chừng ấy, con người mới chịu và mới bắt đầu lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của chân ngã. Phát hùng tâm dùng ý chí để vượt lên dần dần sự thấp hèn tội lỗi, để giải thoát sự thấp hèn tội lỗi và can đảm xuất khỏi nghiệp dữ, để dấn bước vào nghiệp lành. Cứ như vậy, các con sẽ tiếp tục tiến lên theo đà phát triển của chân ngã, cho đến khi sự phát triển này hoàn tất. Chừng ấy là các con được hoàn toàn giải thoát khỏi cái vòng lẫn quẩn của luân hồi chuyển kiếp. Đây là lúc mà tiểu hồn đã thực sự trưởng thành, đủ sức vượt ra khỏi ngục tù của ngũ quẩn để hòa với đại hồn của vũ trụ. Tiểu ngã hòa với đại ngã, tiểu linh quang hòa với khối đại linh quang. Các con ơi, mỗi các con đều phải có dịp nếm qua sự tranh chấp giữa chân ngã và phàm ngã. Sự tranh chấp này càng mãnh liệt thì các con sẽ càng có dịp học được bao nhiêu điều kinh nghiệm quý báu. Chân ngã sẽ có dịp học hỏi chế ngự sự tác loạn của phàm ngã bằng hùng tâm dũng chí. Phàm ngã sẽ rên rỉ nhức nhối để chống chọi lại ý chí của chân ngã khi nó cảm thấy bị khuất phục. Nhưng tại sao lại có sự rên rỉ nhức nhối chống đối này? Vì các con ơi, chân ngã thì đòi các con vì người, yêu thương người, đòi các con phải quên cái ta phàm phu đi, quên mình đi. Đó là bắt các con nhẫn nhục, hy sinh, chịu đựng. Chịu đựng hy sinh thì cảm thấy bị thiệt thòi, cảm thấy mất mát. Bây giờ cái ta phàm phu nó sẽ rống lên, nó sẽ thấy bị thua thiệt, nó thấy nó bị chân ngã kiềm chế, nên nó bứt phá và gây cho các con nhức nhối đau khổ. Đó là những lúc các con nghe mình xót xa, đau khổ khi phải hy sinh, khi phải chịu thua thiệt, khi phải sống cho người hơn là cho mình. Các con ơi, lúc ấy các con nghe đau khổ xót xa đó vậy. Nhưng cái đau khổ này là gì? Cái xót xa này là gì? Các con ơi, đấy là sự giãy giụa rên la của phàm ngã vị kỷ khi nó thấy nó bị bại trận, bị khuất phục, bị khống chế bởi ý chí của chân ngã đấy các con. Loại đau khổ này nếu các con hiểu nó, các con sẽ nhận ra rằng nó không phải là thứ đau khổ tiêu cực thực sự, mà thứ đau khổ này rất có ích cho các con. Thứ đau khổ này là mầm mống của sự thăng hoa tư tưởng, là sức mạnh thúc đẩy cho sự vượt thoát của đời sống tâm linh. Nó là thứ sắt thép cần thiết đóng góp vào để rèn luyện hùng tâm dũng chí. Cho nên các con ơi, thứ đau khổ này, thứ đau khổ xuất phát từ sự hy sinh mất mát của phàm ngã, chính là mầm mống của giải thoát và hạnh phúc thật sự đấy các con. Các con yêu dấu, cha vừa trình bày cho các con khái niệm đơn giản và hết sức tổng quát về luật tiến hóa của vũ trụ, thể hiện cụ thể được phần nào tình yêu vô bờ bến và vô cùng sinh động của cha. Trong tình yêu trùm khắp vũ trụ bao la vô cùng tận, với đủ mọi phương tiện thuận nghịch trợ duyên cho chu trình tiến hóa của muôn loài vạn vật, tiểu hồn cha qua bao thăng trầm, qua bao đau khổ đắng cay, học hỏi bao kinh nghiệm quý báu, ngài đoàn viên hội ngộ giữa cha và các con, tức là giữa tiểu hồn và đại hồn của vũ trụ, sẽ cảm động, sẽ đẹp đẽ, sẽ vinh quang và hạnh phúc biết bao nhiêu. Các con yêu dấu của cha, cha chiết linh hồn cha thành các linh tử, tức các tiểu hồn, và phân ly với chúng, cho chúng đi học hỏi. Cha cho chúng đi hay cha cho các con đi học hỏi, nhưng thực sự chính là cha đi học hỏi. Cho nên cha có mọi trạng thái tâm linh và cảm xúc mà trần gian đang có. Các con cay đắng đau khổ hay vui cười là cha cay đắng đau khổ hay vui cười y như vậy. Hồn vía cha rung động theo những rung động cảm xúc của cõi trần. Các con ơi, các tiểu hồn ơi, các linh tử ơi, trần gian sầu tuổi là cha cũng sụp sùi nhỏ lệ. Các con có biết chăng? Các con ngụp lặng trong đau khổ để được nhồi quả, để đọa xa, dãy giụa trong suối bi kịch của trần gian, tức chính là cha đang trải qua những trạng thái bức xúc ấy để các con. Các con yêu dấu, yêu các con biết nói sao cho vừa. Đứa chưa thoát được màn vô minh của phàm ngã đang dấy động, chưa ngộ được tình yêu thương thấm thiết vô bờ của cha, nó sẽ chống bán cha với bao lý luận khắt khe,
chẳng hạn như cha bảo cha yêu con, sao còn có trừng phạt, sao còn nhồi quá, sao còn bắt con người đau khổ ngục lặn trong bể nước mắt với những thảm kịch đẩy đầy hận thù, sâu xé, giết chóc, đẩy đầy sự bạo tàn, đẩy đầy những uất ức bất công. Cha ở đâu? Thượng đế ở đâu? Tại sao để cho chiến tranh cứ gào thét, đe dọa khắp nơi, mà trong khi thân phận con người lại quá nhỏ nhoi, quá lẻ loi, quá bơ vơ lạc lõng. Thân phận con người luôn luôn bị kìm kẹp, bị đe dọa từng phút, từng giây, với bao bất trắc của cuộc đời. Thượng đế đâu? Sao không thấy cảnh trần gian đang tràn ngập máu lệ, lực lượng ma vương đang thao túng trần đời? Thượng đế ở đâu? Cha ở đâu? Có cha hay không? Có tình yêu của Thượng đế thực sự hay không? Các con ơi, cha ở đây, cha đang ở đây, cha đang ở trong các con, cha đang ở giữa tim các con, cha đang ở trong lòng vũ trụ, cha đang bàn bạc ở khắp mọi nơi, trong không gian, trong thời gian, trong muôn loài vạn vật. Các con ơi, cha đang ở đây và cha sẽ trả lời với các con, trả lời cho những đứa không hiểu cha, trả lời cho những đứa trách móc cha, để cho chúng thấu hiểu một cách sâu sắc tình yêu thương vô bờ đối với các con cái yêu dấu của cha. Các con ơi, vì cha yêu các con nên phải có trừng phạt. Trừng phạt là bắt tiểu hồn của cha gánh lấy trách nhiệm của mọi hậu quả về những sai quấy của nó. Trừng phạt con nhưng chính là trừng phạt cha. Các con cảm thấy bị trừng phạt thì cha cũng cảm thấy cha đang bị trừng phạt. Cha cho các con đau khổ vì các con phải đau khổ để thấm nhuần ý nghĩa của đau khổ, phải ngục lặn trong hận thù sâu xé giết chóc để sợ hãi và chán ngán hận thù sâu xé giết chóc, và phát tâm yêu thương đồng loại, yêu thương muôn loài vạn vật đấy các con. Bởi thảm kịch của chiến tranh là gì? Thảm kịch của chiến tranh từ đâu? Có phải chăng nó nảy mầm từ những tư tưởng xấu xa của con người, tức của chính các con không? Có phải chăng nó nảy mầm từ những tham vọng vô bờ, từ lòng kiêu ngạo, từ lòng ganh tị, từ lòng ích kỷ nhỏ nhen của các con đó không? Những tư tưởng xấu xa ấy có phải chăng là những nhân thối hóa đã cấu tạo thành cái quả ung độc là chiến tranh giết chóc lẫn nhau hay chăng? Và rồi các con ơi, máu sẽ đổ, lệ sẽ rơi, phải đổ và phải rơi cho đến khi các con sợ hãi và chán ngán thảm cảnh đó, để buông vũ khí rồi giả từ sâu xé nhau, để nhìn nhau, để thấy yêu thương nhau, để thấy sợ hãi giết chóc, và để cùng bắt tay nhau sống chung huynh đệ. Các con bảo rằng bạo lực đang lan tràn, đang thao túng trần đời, đang gieo rắc bao uất ức bất công ư? Các con ơi, phải chăng nó cũng là cái quả trưởng thành từ những mầm mống hư hoại trong tâm các con hay không? Nhưng có vậy, có như vậy mới có dịp cho các con học hỏi, có như vậy mới có dịp cho các linh tử, tức các tiểu hồn của cha học hỏi. Nên những thảm kịch ấy rất cần thiết và tối cần thiết, phải không các con? Vì sao vậy? Vì phải có bị uất ức, phải có chịu bất công, con người mới khao khát đi tìm sự công bằng, con người mới khao khát tìm về chân lý đấy các con. Các con thân yêu, suối tình của cha tuôn thao bất tận, biết nghĩ sao cho hết, biết nói sao cho vừa. Chỉ khi các con đi đến chỗ vô vi thì mới thấu được tình yêu của cha, mới cảm nhận được sự hiện diện của tình yêu thương vô bờ bàn bạc khắp mọi nơi trong càn khôn vũ trụ. Cho nên cha mỏi mòn trong chờ giây phút các con đến được chỗ vô vi, cha mỏi mòn trong chờ giây phút thiêng liêng đẹp đẽ huyền diệu đó, cái giây phút mà các con thấu hiểu được tình yêu của cha, cái giây phút mà các tiểu hồn của cha đạp đổ cái vỏ thấp hèn của nó để hòa vang trong đại thể, để cùng so dây nâng phím đàn hòa nhạc với khúc vô vi cùng đại ngã. Các con ơi, các con có nghe gì không? Các con hãy lắng nghe tim cha đang thổn thức nhớ nhung. Các con có nghe gì không? Âm ba của đại hồn đang rung lên thấm thiết trong vũ trụ, đang vang lên réo gọi thiết tha nhắc nhở tiểu hồn nhớ nhung nguồn cội xa xưa. Hãy trở về đi, hãy trở về đi, về quê xưa chốn cũ. Hỡi các tiểu hồn yêu dấu của cha, tiểu hồn ơi, tiểu hồn ơi, hãy so dây hòa điệu cùng đại ngã. Thôi chọn yêu dấu về các con, cha dừng ở đây. Nhưng tình yêu của cha thì vẫn tuôn thao bất tận và chảy mãi không ngừng trong càn khôn vũ trụ. Trích buổi đàn ngày 26 tháng 6 âm lịch Mậu Ngọ.
Tại Khổng Thánh Miếu Minh Đức Nho Giáo có sự hiện diện của Đức Kim Thân Ngọc Đế. Này các con, lúc này lẽ ra cha chưa xuất hiện, nhưng khi thấy cần, cha mượn bộ áo trần gian để đến với các con. Các con nên biết áo đạo nhưng tâm không biết đạo thì thật không ích gì. Mặc bộ áo đạo thì phải hành động cho đúng. Các con tu áo nhiều rồi nhưng tu tâm chưa được mấy đứa, cho nên lần này cha sẽ mượn bộ áo trần gian để hóa độ các con. Cha sẽ sống như một người trần gian để dẫn dắt các con. Cha sẽ trần mà thoát trần để dạy các con phá mê phá chấp, trực tiến vào nội tâm hầu lo trao rồi sửa chữa cho nó luôn sáng đẹp. Các con phần đông tu kiểu hình thức, tu bề ngoài không mà thôi. Các con chỉ lo dọn bàn thờ bên ngoài cho thật trang nghiêm mà quên lo chăm sóc cái bàn thờ bên trong các con. Đã bao lâu rồi các con để nó hương tàn khói lạnh. Các con ơi, uy nghi bên ngoài nhưng phải lo dọn bàn thờ bên trong. Bàn thờ bên ngoài không xứng bằng bàn thờ bên trong đâu các con. Trong mỗi các con đều có ngọn đèn lư hương, phải lo cho đèn nến bên trong sáng choang luôn thì các con mới mong tiến hóa tới chỗ giải thoát, mới mong có ngày phản bổn nguồn nguyên. Màn này không tu là đại khổ, đại nạn đó các con. Cha cho các con biết đại khái như vậy. Đứa nào biết lo tu thì đỡ khổ, mà đứa nào mê đời chắc chắn sẽ bị khảo đạo ghê gớm. Màn này tiêu bảy con ơi, ráng mà lo tu, hành đạo chân chánh, lo tu niệm, đừng có nghĩ trần nhiều, đảo điên với cuộc thế rồi các con sẽ phải bị khảo đạo dữ lắm. Màn này đứa nào có tâm vọng ngoại thì phải khổ, vì ngoại cảnh đảo điên, tâm vọng đảo điên thì phải chịu điên đạo. Màn này quay vô trong, đi tìm nguồn an lạc của nội tâm, tìm cái sáng của phần hồn, lo cho phần hồn, xót thương cho trong này, quay lại bên trong này, lo hương đăng cho trong này đi. Cha ngựa trong này chứ không có bên ngoài đâu. Cha ngựa khắp mọi nơi nhưng sở dĩ cha nói không có bên ngoài là vì các con không biết ở trong này thì chưa có thể biết được bên ngoài. Các con hiểu chưa? Lo cho trong này, dọn cho sạch bàn thờ, uy nghi sáng luôn luôn trong này thì cha ngựa trong này luôn luôn đó con. Ráng lo tu trao dồi hạnh kiểm, mượn cái khổ để tiến hóa. Màn này cha cho nhồi quả để cho các con thức giác, để biết trần gian là giả tạm, là bể khổ, nên không thể hy vọng có hạnh phúc thật sự vĩnh cửu dưới trần này đâu. Mượn cảnh khổ để dạy cho các con đó thôi. Nếu các con giác ngộ được sự thật này thì khi các con bị nhồi bị khảo, các con sẽ bình tĩnh hơn, có nhiều can đảm hơn để chịu đựng. Vì các con phải hiểu rằng nghiệp khảo đảo cũng do tội của mình đã vay tạo, nợ nần của mình phải trả cho sòng phẳng vậy thôi. Ráng tu, màn này là màn nhồi quả để chuyển sang giai đoạn khác, nên các con hãy vững tin rằng các con không hề trả quá số nợ mình đã vay từ nhiều kiếp. Vậy các con hãy an lòng ráng lo tu. Trời lúc nào cũng ở đây, ở bên các con. Nếu các con biết tin trời, tin có trời là trời ở với các con, luôn luôn sẵn sàng cứu khổ cứu nạn. Nếu nó chịu biết có trời và lo tu, vừa chấp nhận trả quả tiền kiếp, đồng thời vừa trao dồi phước đức hạnh kiểm. Màn này đứa nào không chân chánh bị mê trần nghiệp quá nặng và không đủ phước đức sẽ phải chịu khảo đảo rồi có khi tiêu luôn. Tiêu bảy nghe con, ráng lên. Này các con, cha xuống thế để làm gì? Để cứu khổ cho chúng sinh, để giúp cho chúng con quy hiệp trở về. Tất cả những phương tiện cứu khổ của cha đều cho xuống thế để làm việc, để độ trần. Mà các con có biết những phương tiện cứu thế độ trần là gì không? Đó là các tông phái, chi phái, các hình thức tôn giáo trên toàn cầu để các con. Tất cả đều từ một gốc mà ra. Mượn phương tiện độ trần, màu sắc tông chi phái khác nhau là để cho các con nương theo đó mà tu. Đứa nào hợp với màu sắc nào thì nương theo đó mà tiến tu để trở về. Cha cho nhiều phương tiện, nhiều điều kiện để các con nương tựa mà về. Không tôn giáo nào là chân lý cả, mà tôn giáo nào cũng chỉ là phương tiện của chân lý mà thôi. Nếu các con chấp các phương tiện, coi các tôn giáo là chân lý thì chính các con sai lầm đấy. Thằng đạo Phật nói đạo Phật là chân lý, thằng đạo Khổng nói đạo Khổng là chân lý, thằng đạo Lão nói đạo Lão là chân lý, thằng đạo Thiên Chúa nói Thiên Chúa là chân lý, thằng đạo Cao Đài nói Cao Đài là chân lý, và đạo Cao Đài do Ngọc Hoàng Thượng Đế lập ra, cái đó mới đúng là chân lý. Đã từ lâu, các mối đạo và người đời đã quan niệm lầm lẫn như thế đấy các con. Cha nói cho các con rõ, tất cả mọi quan niệm cố chấp lầm lẫn như thế đều sai hết các con. Bởi tất cả đều không phải là chân lý, mà các tôn giáo, các chi phái chỉ là phương tiện để độ nhân.
là màu sắc của chân lý, là chiếc thuyền để các con mượn đó mà về đấy thôi. Các con vì chấp ngã, vì ganh tị, vì tranh đua, đạo này, đạo nọ, đạo kia, đạo người, đạo ta, đạo này cao, đạo kia thấp, cho nên rốt cuộc rồi chia rẽ, rồi ghét bỏ, rồi hận thù, rồi giết chóc, rồi tranh đoạt đủ thứ hơn thiệt, rồi làm sao mà về hả con? Các con cứ cố chấp cái quan niệm ngu muội như thế rồi làm sao mà về? Cho nên cha xuất hiện để lo cái gì? Lo sự hòa hợp để quy về một mối, tức quy nguyên về một gốc mà thôi. Cũng của cha cho xuống thế, Nho, Thích, Lão hay các chi phái rồi cũng phải quy về một mà thôi. Các con đừng tranh hơn thiệt, đừng nghĩ thấp cao. Chấp như vậy thì có chỗ tâm không hòa, mà không hòa thì phải loạn động. Không hòa thì tâm tán loạn, mà tán loạn là rước trượt tới. Cái tâm thanh tịnh thì rước cái thanh, cái nhẹ, mà thanh nhẹ thì mới được về chứ các con. Các con tán loạn lo ganh đua, đem cái ta vĩ đại án trước mắt. Thằng nào cũng chấp cho mình là giỏi, là hay, lo tranh hơn thiệt, thế nọ, thế kia, rồi chia rẽ, rồi bất qua. Vậy mới sinh ra đủ mọi chuyện khổ đấy các con. Thế gian hiện tại bị nhồi quả đau khổ, đủ thứ loạn cảnh là vì đâu? Là vì tâm con người bất hòa loạn động đấy các con. Do vậy mới sinh mọi việc khốn khổ trong trần gian. Các con muốn bên ngoài yên mà tâm trong này động thì làm sao yên được các con? Cảnh ở ngoài yên thì tâm các con yên. Các con phải yên trước mới tạo cảnh yên sau. Các con không yên, không hòa, không đồng, bảo sao đừng có chiến tranh giết chóc loạn lạc hỡi con. Khi tâm các con tán loạn, nghĩa là nội tâm muốn hơn thiệt, thấp cao, tranh chấp, thì bảo sao đừng có cảnh hơn thiệt, loạn động, chiến tranh bên ngoài xảy ra. Tâm các con còn dẫy đầy ích kỷ, nhỏ nhen, tham vọng, rồi bảo sao ngoài này đừng có khổ. Vì có tham vọng ích kỷ nhỏ nhen từ trong này mới thoát ra tạo cảnh ở bên ngoài. Tất cả hoàn toàn do nghiệp lực của chính chúng sinh tạo ra thôi con. Cha cho các con biết, khối trượt đang hoành hành, cho nên các con khổ, cho nên trần gian khổ. Nhưng các con có biết khối trượt do đâu mà có hay không? Đó là do hình tư tưởng của các con đó thôi. Nghĩ một điều xấu xa, nghĩ một sự kiện không lành, những tư tưởng này thoát ra rồi tổng hợp lại thành khối trượt. Mà càng nhiều tư tưởng xấu thì khối trượt càng lớn, mà càng lớn thì nó càng hoành hành dữ, mà càng hoành hành dữ thì đương nhiên các con phải khổ đó thôi. Tất cả đều do nghiệp quả của chúng sinh phóng xuất ra rồi dội ngược lại. Cho nên màn này khối trượt hoành hành là do nghiệp quả của chúng sinh thôi con. Rồi đứa nào nợ nần bao nhiêu, màn này cha cho các con có dịp trả. Nghiệp quả đã vai bao nhiêu thì trả lúc này để nhẹ bớt, để bước sang một giai đoạn khác có phước hơn. Màn này là màn tẩy rửa đó con, nên đứa nào dơ nhiều thì tự nhiên bị khảo đảo vậy thôi. Các con đừng có hoang mang phân bì rằng tại sao tôi cũng tu thật mà tôi bị khảo dữ, còn thằng không tu lại thấy nó nhẫn nhơ ăn trên ngồi trước. Chưa chắc đâu con, cái thằng thức giác biết lo tu niệm thì nhờ chuyện chánh tu chánh niệm này mà nó bớt nghiệp ác. Tâm nó thay vì nghĩ những điều không lành, nó nhớ niệm Phật luôn, thì ngay giờ phút đó nó bớt vai thêm chút nữa. Bớt vai thì khỏi sẽ phải trả, nhưng rồi cái gì nó đã vai từ nhiều kiếp thì nó phải trả chứ con. Con hiểu vậy chưa? Cho nên các con tu mà còn nghiệp tiền kiên thì cũng phải khổ, vì phải chịu thanh toán nợ nần quá khứ. Vì vậy có sự việc thấy rằng thằng chí tâm tu mà lại bị khảo đảo điêu đứng. Nhưng nó còn nghiệp thì đương nhiên nó phải bị khảo vậy thôi. Nó còn nợ bao nhiêu thì trời phải chuyển cho nó trả quả, tẩy rửa cho nó sạch sẽ mà về. Không thằng nào trở về mà dơ được đâu con. Trở về phải sạch, phải sáng, phải nhẹ, tánh trần gian phải tích. Còn bận trần dù một chút xíu thì cũng vẫn bị tẩy rửa mà thôi. Phải cho nó trả quả để nó nhẹ cái gánh của nó. Nợ của nó phải để cho nó trả, để nó nhẹ nó mới về được chứ con. Cho nên tu là gì? Là vun bồi, là sửa. Vun bồi cái tốt và sửa cái xấu. Khi tụi con sửa cái xấu, vun bồi cái tốt thì tụi con được hưởng phước, đỡ phải chịu khổ, vì đỡ phải trả nợ nần. Không vay thì khỏi trả, nhưng ngược lại, những nợ nần mình đã gieo từ nhiều kiếp trước thì phải chấp nhận trả hết chứ con. Cho nên những người tu thấy khổ rồi hoang mang bỏ tu, điều đó sai con. Tại các con chưa hiểu đó thôi. Cho nên màn này bị chính cái nghiệp của các con khảo rồi nhiều đứa tu cũng rớt. Nhiều đứa tu không vững tinh thần vì cảnh khổ khảo mà rớt màn này. Cha thương các con đó dữ lắm, vì nó chưa hiểu nên chưa vững, rồi rớt lên rớt xuống. Mà thằng đó rớt là cha khổ với thằng đó, đứa nào rớt là cha khổ với nó. Vì linh quan của cha phóng ra để xuống thế. Xuống thế để làm gì? Không phải xuống trần chỉ để hưởng thụ đâu các con. Xuống trần là để học hỏi, để hiểu, để thâu gốc kinh nghiệm đạo đức cao cả rồi trở về. Không phải xuống để mà hưởng trần đâu các con. Hưởng trần ở mãi đây rồi biết chừng nào mới về hả con?
Thế nên cha cho các con xuống đây là để học hỏi, để tiến hóa rồi trở về. Vì đời là bể khổ luôn luôn, xuống đây là phải khổ, và phải khổ mới có dịp để học hỏi tiến hóa. Cho nên các con đừng mong xuống đây để sướng. Đời là bể khổ trầm luân, ngục lặng trong này thì ắt phải khổ chắc chắn. Cái mà các con tưởng vinh rồi phải có lúc nhục, cái vinh là mầm mống cho cái nhục đó thôi. Cho nên màn này ta cho thấy rất rõ, vinh bao nhiêu thì nhục bấy nhiêu. Ngày nào làm ông thì bây giờ làm thằng để nếm vị khổ đó các con. Vậy có phải cái vinh ngày xưa là mầm mống của cái nhục bây giờ hay không? Trước kia càng sung sướng thì bây giờ càng đau khổ. Cha cho thấy rất rõ, thằng tỷ phú thì phủi tay không, thằng giàu bây giờ xuống làm thằng nghèo, để cho các con thấy cảnh đời điên đảo giả tạm vậy con. Không có gì trường tồn, không có gì bền bỉ vĩnh cửu ở trần gian này. Còn đó rồi mất đó, có đó rồi không đó con ơi. Cha cho các con biết có rồi không, còn rồi mất. Đó là định luật bất di bất dịch của càn khôn vũ trụ này thôi. Các con cứ tưởng lầm rằng giả là chân cho nên các con khổ. Tưởng cảnh trần này là vĩnh cửu, xuống đây để củng cố địa vị, tiền bạc, nhà cửa, móc nối đủ thứ nghiệp quanh mình. Rồi tưởng cảnh ấy là thật, cho nên các con ôm nó rồi khổ với nó, rồi quên cả đường về con ơi. Các con ở trên kia chứ đâu phải ở dưới này, xuống đây để mượn cảnh trần học hỏi rồi trở về. Xuống đây diễn tuồng, đóng vai làm vợ, làm chồng, làm anh, làm em, làm cha, làm mẹ, làm con cái của nhau để học hỏi nó thôi, học để tiến bộ rồi trở về. Cho nên đứa làm vợ thì học cái tình huống của mình, thằng làm con thì học cái hoàn cảnh của mình mà không biết. Cho nên mãi mê các vai đó, các tuồng đó, tưởng chúng là thật rồi khổ với chúng. Khổ mà vẫn cứ mê, cứ mãi miết bám víu vào các vai tuồng ấy mà quên mất cả đường về. Đó, nhà cửa, tiền bạc, địa vị, cảnh sống và các vai trò mình đang đóng cứ tưởng là thật và còn hoài. Nên khi chúng đổi thai mới cảm thấy khốn khổ vô cùng. Thế mà vẫn cứ cố bám víu níu lại các ảo ảnh hư dối ấy. Ngay cả bản thân của các con cũng giả tạm. Nếu không giả tạm tại sao nó không bền? Nếu nó thật thì nó phải còn đó hoài. Tại sao mới trăm năm là thấy cằn cỗi hư hoại rồi? Tắc thân ngũ quẩn của các con giỏi lắm là trăm năm thì cũng phải tan rã. Ngũ quẩn con đang mang còn không giữ được, huống gì nhà cửa, tiền bạc, địa vị của các con, làm sao mà giữ cho được? Nên đứa nào ngu muội cố ý tìm cách giữ chúng thì sẽ khổ với chúng thôi. Tưởng chúng là thật rồi sợ mất cái này, cái kia, cái nọ, cho nên rốt cuộc rồi mất hết. Các con phải biết rằng tất cả phải mất, không có cái gì tồn tại. Chúng phải mất theo đúng định luật, đến rồi phải đi, hội ngộ rồi thì phải chia ly, tan rồi phải họp, họp rồi phải tan. Đó là định luật vô thường của vũ trụ càn khôn đấy các con. Khi các con mang thân ngũ quẩn vật chất thì không thể thoát được định luật vô thường này đâu các con. Cho nên các con muốn cái gì nó phải còn hoài, muốn cái nhà của mình nó còn hoài của mình, muốn đồng tiền vàng bạc này mình giữ được hoài. Cha cho các con biết, nếu từ nay các con còn cứ cố giữ cái quan niệm ngu muội như thế thì các con sẽ phải khổ với chúng thôi, vì chắc chắn không thể giữ được. Có vô thì phải có ra, có tới thì phải có đi, có rồi thì phải mất. Cho nên đứa con nào còn cố giữ chúng mãi rồi sẽ bị chúng khảo, rồi khổ với chúng mà thôi, vì chúng sẽ có lúc mất chắc chắn. Vì vậy hiểu được chỗ này rồi, các con phải thanh thản tâm trí. Chúng có đến thì đến, chúng đi thì đi, không đấm chấp, không đuổi xua, không lấy đó làm khổ thì đỡ bị khảo thôi. Cha cho các con biết mất rồi sẽ có rồi mất là sự thường. Chỉ sợ mình không có phước thôi con. Màn này các con lo bòn phước thôi, đừng có lo tiền bạc, nhà cửa, mọi thứ danh lợi hảo quyền. Những thứ này rồi sẽ không còn đâu các con ơi. Màn này sẽ hao đi bảy còn lại ba thôi. Không phải riêng ở đất nước này, mà rồi sẽ cùng khắp thế giới. Cha cho biết tất cả đều phải trải qua giai đoạn này mà cha coi như là thử lửa để biết vàng thao hầu khẳng định giá trị của các con. Để cho rõ đứa nào là con hiếu, đứa nào là tôi trung, để coi nó trung tới mức nào, nó trung có tới cuộc hay không, hay nửa chừng nó bỏ. Đoạn đường này nó còn trung, chứ qua đoạn đường khác khó khăn hơn, nó lại bỏ đi. Đó, để khẳng định giá trị vàng thao, coi đứa nào là vàng thiệt, đứa nào là vàng pha thao, vàng nhiều mà thao ít. Rồi đứa nào thao nhiều mà vàng ít, hay đứa nào chặt dòng thao không hả con? Nhờ đó mới khẳng định được vàng thao phân minh. Cha cho sự kiện đủ thứ biến động, cho nhồi quả, cho đảo lộn, cho cuộc thế đảo điên. Rồi coi tâm các con vững tới đâu, đứa nào vững nhiều được điểm nhiều, đứa nào vững ít thì được điểm ít, hoặc nó ngã luôn thì thôi. Cha đã dự trù trước rồi, cho hao đi 7 phần.
cha cũng đã dự trù trước những cảnh đảo điên, rồi cha cũng dự trù trước phải có rớt rơi hao hớp chắc chắn rồi đó con. Cho nên đứa nào mê trần nhiều, trượt nhiều, bị đảo điên với trần mà mất hết linh tánh thì màn này tiêu luôn. Cha cho biết trước như vậy đó các con. Cho nên màn này phải có khổ để mượn cái đó dạy con. Cho nên voi thì phải có xuống chó, có vinh thì phải có nhục, có sướng thì phải có khổ, có trị thì ắt có loạn. Loạn rồi thì phải có lúc trị, hưng rồi thì phải có lúc phong, hưng thịnh rồi thì phải có lúc suy bại. Nhưng suy bại rồi sẽ tới lúc hưng thịnh đó thôi. Cho nên các con hiểu được định luật vô thường hư ảo của vũ trụ này rồi thì hãy an lòng vững tâm lo tu tiếp. Màn này đứa nào thiếu tu, đứa nào mất đức tin ở trời, đứa nào không nhớ tới trời Phật trong cơn hoạn nạn của nó sẽ phải chịu khảo đảo dữ lắm. Đứa nào còn nhớ tới trời Phật, biết tu chân chánh, chắc chắn phải có cứu khổ cứu nạn. Nếu nó nhớ tới trời Phật luôn luôn thì đến việc nạn khổ của nó, trời Phật sẽ gánh bớt nạn của nó cho nó bớt khổ. Màn này mượn cái nghiệp của con khảo đảo con là để giúp con tiến lên. Đây là bài học cho các con đó. Nếu không học bài học này làm sao tiến hóa và sạch nghiệp được để trở về hả con? Tụi con phải học bài chứ thuần thục để tiến hóa mà về. Xuống đây là để học chứ không phải xuống đây là để hưởng thụ thú vui trần tục đâu các con. Nếu các con cứ cố chấp những quan niệm hưởng thụ này thì chắc chắn các con không sao vừa ý được trong bể khổ của trần gian. Vì không vừa ý nên các con mới cảm thấy đau khổ đấy thôi. Nếu các con ý thức được xuống đây là để học và mặc nhiên chấp nhận hết mọi cảnh khổ để tu học, để tru rèn thì chắc chắn các con vững tâm hơn. Các con phải biết cục sắt mà không bỏ vô lửa nhờ thợ rèn tu luyện thì cục sắt đó cũng vô dụng mà thôi. Cho nên muốn cục sắt đó biến thành dụng cụ hữu dụng cho trần gian thì tự nhiên phải quăng nó vô lửa, đốt cho nó cháy đỏ. Nhờ tay thợ rèn phải luyện, phải chui, phải rèn, phải đập, phải rủa, phải mài, nó mới trở thành cái dao, cái kéo, cái búa, cái kèm, nó mới trở thành dụng cụ hữu dụng cho trần gian được. Cho nên muốn cho các con trở thành hữu dụng, thành những dụng cụ tốt của cha, trở về xứng đáng hợp nhất với cha thì tự nhiên phải có lò và dụng cụ tru rèn. Bằng việc học đủ cảnh, đủ bài, nếm đủ vị chua cay, mặn đắng, học mọi trạng thái để góp nhặt mọi kinh nghiệm ở trần gian để tiến hóa, để trở về với cha. Tới khi các con nhẹ rồi, hồi tưởng lại những trung gian khổ trong chu trình tiến hóa qua nhiều kiếp sống, các con mới biết cảm ơn những bài học đau khổ quý báu ấy. Nhờ đó mà các con mới tiến. Không có chúng thì bài đâu để các con học mà tiến hóa để trở về. Linh hồn các con đâu có cơ hội đi tiếp thu những kinh nghiệm phong phú, phải không các con? Cho nên hôm nay cha ban ơn các con được rước cha đến đây, hầu được hưởng hồng ân thanh điển để các con phấn khởi hơn mà lo tu tiến. Trời Phật lúc nào cũng ở bên các con, tại các con mê muội không biết nên giải đãi rồi bỏ cuộc đó thôi. Các con hãy ráng lo tu, màn này nhờ tu mà đỡ khổ đỡ nạn nhiều lắm. Nạn các con 10 phần nhờ biết niệm Phật luôn luôn, phải có bớt đi tùy theo sự cố gắng của các con. Các con hãy ráng lên, đứa nào không biết tu thì thật là một sự thiệt thòi rất lớn cho nó. Con nào không tu màn này, coi chừng đó con ơi, khổ sắp tới thôi, sắp tới đây khổ lắm. Cha cho các con biết trước, đó là cơn đại khổ đó con. Nên đứa nào giải đãi mê trần và cứ buồn khổ lo chuyện trần gian, lo sự nghiệp, lo nhà cửa, cứ ở đó mà lo rầu buồn, lo sợ khổ nạn mà không lo tu thì còn khổ hơn nữa đó các con. Lo mà phải biết lo mà sáng suốt, đừng có lo mê muội. Lo mê muội là sao? Là cứ lo rầu buồn, sợ cái này còn, sợ cái kia mất là lo mê muội đó các con. Các con lo theo kiểu rầu buồn khiến cho tâm tán loạn, khiến tâm tán loạn đã chẳng giải quyết được gì mà còn tạo rắc rối để cho các con khổ thêm. Cho nên lo mê muội chính là sự rầu buồn sầu bi đó các con. Các con phải biết mỗi khi lo rầu thì thần phải tán, khí phải hao, điển bị mất chắc chắn. Hãy điển thanh mà mất thì hút trượt tới, trượt kéo tới thì coi như mình rước khổ tới đó các con. Vì cái khổ là do khí trượt hoành hành. Cho nên các con màn này tịnh được càng hay để giữ tâm bớt tán loạn. Niệm Phật luôn luôn để trụ tư tưởng, các con mới giữ được điển thanh và ngăn bớt trượt điển xâm nhập. Màn này khổ trượt hoành hành, con người dễ động loạn vì ngoại cảnh nên rất dễ bị nhiễm trượt. Thế nên các con phải ráng cố gắng rất nhiều, phải gấp rút ăn chay trường để ngăn bớt trượt điển xâm nhập và ráng cố gắng trụ được tâm ý. Có như vậy các con mới giữ được thanh điển đặng nhờ khi khổ nạn đấy các con. Đầu niên những đứa đến đảnh lễ cha chắc có dịp nghe cha nói rồi. Cha cho biết màn này khổ dữ lắm, ôm nhà thì khổ với nhà, ôm tiền thì khổ với tiền, ôm vàng thì khổ với vàng. Cha cho biết trước rồi, con nào còn luyến tiếc của cải trần gian thì phải chịu khảo đảo dữ lắm trong niên này.
đừng thèm nhớ tới chúng nữa. Cuộc thế đã đảo điên, lo việc tu để cứu khổ cứu nạn đi. Cứ buồn rầu mãi chẳng những không thoát được khổ nạn mà còn đem nạn tới thêm đấy các con. Cho biết vậy, cho các con vài lời để ban ơn và bố điển lành đó. Cha đã ơn cho các con. Cho biết để đò con phải đọa xa, từ đây đôi ngã con cha đoạn lìa. Mấy ức niên mất tích linh kia, thôi ngàn thu vĩnh biệt cha đành mất con. Các con ơi, kể bận này là 7 ức niên nữa mới có cơ hội tiến hóa, rồi mất hết linh tánh. Mà mất hết linh tánh là coi như vĩnh biệt luôn rồi con. Thương cha thương mẹ thì hãy lo mà về, cha mỏi mòn trông chờ các con. Trích một buổi đàn cơ đặc biệt. Cha giả ơn cho tất cả các con. Hôm nay cha đến đây để chứng đạt. Và đây là một đàn cơ mà cha đặc biệt dành riêng hồng ân cho phái Vô Vi Quyền Bí. Từ trước tới nay các con chưa hiểu cha về cơ bút. Đây là một dịp cho các con biết thêm để thấy rằng vạn pháp cũng duy nhất mà thôi. Bây giờ các con lo sửa soạn hậu đàn. Thầy Lai Lâm chào mừng kim thân của ta đây. Chào các con nam nữ Vô Vi Đại Pháp. Chào nam nữ Hiệp Thiên Nguyên Cao. Thầy ban ơn lành cho tất cả các con. Hãy an tọa. Này các con, thầy là chúa tể càn khôn vũ trụ, ngự tứ đàn tiền. Nơi trời Âu danh hiệu của thầy là Đức Chúa Trời đó vậy. Tam giáo tòa đóng ấn chiếu phê. Mấy chục niên nay rồi thầy cho các chi phái xuống trần độ quần sanh, nhưng các con chẳng làm tròn sứ mạng, trở lại chia bảy xẻ ba. Đến hôm nay thầy chọn kim thân rất tốt để tiếp vào cơ quy nhất. Này các con ơi, ngài thầy khai đạo tá nhiều danh xưng mỗi nơi mỗi khác nhau, như phước đức tiên ông, kim viết cao đài, quyền khung thượng đế, ngọc hoàng thượng đế, và đây đức tốt tài lành chọn sĩ nhu, chúa cha thương trẻ lại còn ra, trời ông xuống thế vì con dạy, cứu cánh quần sanh thoát cảnh tù, hoán thủ đức chúa trời cứu thế. Hôm nay thầy xưng danh ra đây để cho các con rõ. Thầy là chúa cha. Công trình cực nhọc dùng quyền diệu cơ bút và tá điển kim thân để dìu dắt các con từ thành thị đến thôn quê và khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Đã mấy chục niên nay rồi thầy đã cho các chi phái xuống trần quyến hóa quần sanh. Đến nay đã đến muôn cuối cùng, không còn chần chờ được nữa. Các con phải tu tâm sửa tánh để quy nhất tương đồng. Các con khá biết rằng đạo nào cũng của thầy ban ra, cho nên các con phải cố gắng cùng lõ tu tâm sửa tánh, không nên phân biệt thấp cao, không nên rẻ chia chi phái. Các con nghĩ xem, ngoài chợ đời buôn bán vật dụng cần dùng, còn phải làm nhiều thứ nhiều kiểu khác nhau tùy theo sở thích của người mua. Huống hồ gì thầy đây vì muốn cho các con tu để nguyên trở lại, nên thầy dùng đủ mọi phương tiện với màu sắc tôn giáo chi phái phong phú đa dạng để khuyến độ mấy ức linh căn. Nếu nhân loại hôm nay giàu cho chưa được toàn thiện toàn mỹ, nhưng các con biết hồi tâm quay về quy nhất bổn thì thầy rất vui mừng. Đừng chia rẽ, đừng tị hiềm, đừng bao giờ chê rằng đạo người thấp, đạo mình cao, vì đạo nào cũng của thầy bán xuống tất cả đấy các con. Tùy sở thích các con hữu duyên gặp tôn giáo hay chi phái nào phù hợp với trình độ tiến hóa thì nương vào đó mà tu tâm sửa tánh. Nếu lòng các con chánh, lỡ gặp đạo tà thì cũng vẫn chánh cho. Nhưng ngược lại, lòng các con tà dù gặp đạo chánh thì cũng thành tà thôi con. Các con hãy khá nhớ, người tu hành phải hòa đồng, tương thân tương ái, tam công tứ lượng cho đầy đủ. Các con có biết tam công tứ lượng là gì không? Tam công là công phu, công quả, công trình, và tứ lượng là tứ vô lượng tâm, tức từ bi hỷ xả đấy các con. Các con đừng ghen tị, đố kỵ, ngã mạn, cống cao, chấp rằng mình lúc nào cũng hơn người và người luôn luôn thua mình. Các con phải hòa đồng, lấy lẽ trung dung mà ở đời. Được như vậy dù các con chưa thành tiên tác Phật, nhưng cũng đáng gọi là hiền triết sĩ nhân, gương lưu lại cho đời bia vạn sử. Đạo của thầy chỉ có một mà thôi, phân chia là bởi tại lòng chúng sinh cố chấp, nên thấy có sai biệt thấp cao đấy thôi. Vậy thầy ban ân lành, giả từ nam nữ mỗi con, ngòi son thầy viết vẫn còn tuổi tên, thương con thầy nhớ nào quên, dù cho vạn dặm không quên con hiền. Thánh huấn của Đức Thượng Đế trong buổi đàn tại tư thất của bà TTN.
Cha giả ơn cho tất cả các con. Cha phải lâm trần chịu trăm cay ngàn đắng để thức giác cho chúng sinh quay về nguồn cội. Nó từ đâu tới? Từ nguồn cội nó ra đi, rồi phải có ngày trở lại. Nhưng nó mê trần, nhiễm trần, trải qua biết bao niên kỷ, bao kiếp sống trong chu trình tiến hóa của nó. Vì ô nhiễm nên quên nguồn cội, rồi tạo nghiệp lực để nghiệp lực lôi cuốn dẫn dắt trong bể trầm luân. Cha kêu gọi biết bao nhiêu âm ba của đại hồn réo gọi các linh tử, các tiểu hồn hãy quy nguyên. Nhưng các con của cha cứ mãi miết mê theo tiếng gọi của trần gian, nên không nghe thấy tiếng gọi thiết tha của cha mỏi mòn trong chờ. Chúng mê muội không chịu xuống đò sang bến giác. Cha xót xa nên không đành ngồi yên tọa vị, phải lâm phàm để kêu gọi các con. Vì âm thanh thiên điển réo gọi chúng vẫn không cảm nhận được, nên bấy lâu cha mượn cơ bút, nay đành mượn kim thân tứ đại để ân cần nhắc nhở các con. Vì nó thấy cha quá xa xôi với nó, ý niệm về cha thật quá vô cùng tận, thật quá vĩ đại, nên nó không thể nào hình dung ra cha nó để nhớ cha nó. Siêu điển vô vi vẫn không giúp nó cảm nhận được, cha đành mượn thân xác hữu vi để kêu gọi nó về. Cha đã dùng biết bao nhiêu phương tiện để dẫn dắt nó. Cho đến hôm nay, nguồn mạt kiếp đã đến rồi, mà đứa mê còn quá nhiều, đứa tỉnh quá ít. Lần này không về kịp thì phải chờ đến 7 ức niên sau mới có cơ hội tiến hóa. Cho nên cha phải lâm phàm để vớt nó, kêu gọi con trở về với cha thật của nó. Trần gian dâu bể lắm đổi thay, nhưng nhìn những dâu bể đổi thay này, nó vẫn chưa thức giác. Khi làm tỷ phú, lúc làm thằng khốn khổ tay không, trần gian đó giả tạm là vậy đó. Thế mà các con của cha vẫn chưa thức giác. Các hạnh phúc của trần gian mà các con thiết tha bám víu, đó chính là mầm mống của khổ đau là giả tạm thôi con. Vinh bao nhiêu là nhục bấy nhiêu. Vinh của ông tướng là cái nhục của thằng tù. Vinh của ông tỷ phú là cái nhục của thằng trắng tay. Tất cả những thứ đó là để dạy cho các con thức giác, để thấy trần gian là giả tạm để lo tu mà trở về. Nhưng có mấy đứa thức giác đâu con. Nó vẫn sợ vàng nó mất, nhà nó mất, của nó mất mà không chịu lo tu. Cha bảo lo tu, lo bòn phước đức, đừng có bòn vàng. Bòn cái gì người ta không lấy được, nó không nghe. Chỉ lo bòn những thứ mà người ta lấy được, thì có lúc vẫn phải phủi tay thôi con. Tất cả hạnh phúc trần gian đều là mầm mống đau khổ. Hãy tìm về hạnh phúc thật, tức là về siêu nhiên, để vượt thoát cái bể trầm luân mà chúng sinh đang ngập lặn. Trước đây các con mãi mê cầu danh cầu lợi, kêu xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo thì mấy đứa chịu nghe. Nó không đủ hùng tâm để làm việc đó, nên màn này cha xả dùm cho nó. Nó nói nó mắc bận làm ăn. Điển thanh chỉ có thể tích tụ vung bồi được do sự phấn đấu với tội lỗi, lo tu tiến giữ trường trai giới cấm và giữ sự thanh tịnh nội tâm trong cơn loạn động khảo đảo bằng thiền định hoặc bằng niệm Phật kiên trì. Điều đó mới có thể giúp cho các con giải quyết một cách sáng suốt mọi bài toán khó trong cơ khổ hiện tại bằng sự bình an của nội tâm, như hoa sen vẫn tươi nở, hồn nhiên trong biển nghiệp rực lửa khốc liệt của trần đời. Nếu cứ rầu buồn sầu khổ luyến tiếc hoặc hy vọng, rồi tìm cách lánh khổ sợ khổ, kiếm ghe kiếm tàu trốn đi, thì đâu có giải quyết được gì các con. Vì nếu có chỗ trốn nghiệp hoặc tránh khổ được, thì ắt từ lâu đã có sẵn một cảnh thiên đàng tại quả địa cầu này, với cảnh sống trường sanh bất lão, không chiến tranh, không thiên tai địa ách, sung sướng đời đời vĩnh cửu rồi. Cho nên cha e rằng đi thì dễ, nhưng tới lúc về thì không tiện được nữa đâu các con. Đứa nào thức tỉnh giác ngộ hồi đầu lại, thì không cần phải trốn đi đâu cả, mà hãy trốn trong phước đức do chính mình cố gắng vun bồi, bằng công quả, bằng trường trai giới cấm, và trốn trong nội tâm an tịnh nhờ biết thiền định, biết niệm Phật kiên trì. Nghĩa là các con chỉ có thể trốn trong một nơi duy nhất an toàn, là trốn trong phước đức và trong nội tâm tự tại của chính mình trước mọi nghịch cảnh khảo đảo mà thôi. Rồi đây chết chóc khắp mọi nơi, không phải chỉ chết ngoài sa trường mà hậu phương cũng chết, ở đâu cũng bị nghiệp sát hoành hành cả. Các con khá biết rằng cơ này chỉ có thanh điển mới hóa giải và chở che được thôi, nên phải cố gắng vun bồi và duy trì thanh điển bằng phước đức và nội tâm an tĩnh nghe các con. Các con nào biết nghe lời nhắn nhủ ân cần tha thiết của cha mà vun bồi và giữ gìn thanh điển thì sẽ qua cơn đại khảo kỳ cùng không khó đâu con. Rồi thế giới cũng phải vậy, mà còn khổ hơn Việt Nam nữa. Việt Nam chịu nhồi quả trước, rồi tới toàn cầu thế giới, không có chỗ nào khỏi,
Đừng có tưởng qua đó rồi hưởng được sung sướng đâu, vì nếu nghiệp nặng thì ở đâu cũng khổ thôi con. Nên các con hãy mau mau thức tỉnh giác ngộ lo tu tiến đi. Hãy gấp rút ăn trường chay giữ giới và tham thiền hay niệm Phật ngày đêm. Và nếu dư tiền của rỗi thời giờ thì nên làm phước bố thí phóng sanh để tạo thanh điển và giữ thanh điển. Những phương tiện thiết yếu này rất hữu ích và rất tối cần, là những phương tiện cấp cứu trong cơ đại khảo đó các con. Càng khổ thì phải càng tự tại nội tâm, càng niệm Phật, càng thiền định, càng phóng sanh, càng bố thí, càng tạo phước duyên và kiên trì trai giới. Ráng nhớ lời cha dạy và quyết chí lo tu nghe các con. Cha ban ơn cho tất cả các con. Thánh huấn của Đức Kim Thân Ngọc Đế khi tiếp các bạn đạo ở Cần Thơ và Trà Vinh. Trước khi các con lên đường, cha có vài lời nhắn nhủ với các con trong cơ cấp bách này. Các con ơi, trần gian đang trải qua cơn đại khổ do khổ trược sát phạt nhân loại, nên trược khí ngất trời đang bủa vây các con. Cõi hồng trần đang tràn ngập trong bóng đêm hỗn loạn theo đúng thời kỳ đen tối của định luật vận hành vũ trụ. Đây là vận hội mà khổ trược đang có ưu thế tung hoành và thao túng trần đời. Theo định luật tiến hóa vận hành thì hết giai đoạn hưng thịnh sẽ đến thời kỳ suy vong, hết thời kỳ đen tối thì ắt phải đến lúc sáng sủa chứ con. Hiện nay chưa có phải là thời kỳ ưu việt của khối thanh hành động, nên cha không thể ban rải nhiều ánh sáng cho trần gian để cho bóng đêm có cơ hội tràn lan. Do đó mà các con phải tự lo thắp đèn tâm cho sáng và lo tu gấp rút để tự rọi đường cho chính mình trong bóng đêm dày đặc, để phải vượt qua cho kỳ được mọi thử thách của cám dỗ và của đam mê, và phải vượt qua mọi thách thức của chướng ngại hầm hố gai trong kinh khiếp do khối trược đã và đang gieo rắc khắp mọi nơi. Lo làm cho mình sáng rồi còn phải lo cho người sáng, độ ta rồi phải độ tha nữa đó con. Đây là lúc mà mỗi con phải ý thức vai trò làm chiến sĩ cho Thượng Đế để cứu khổ chúng sinh. Các con đều là những sĩ tử đã mang ý nguyện tu học để thoát vòng tứ khổ. Thì hỡi các con, đang khi các cảnh khổ đang hoành hành mãnh liệt, kẻ tự nhận mình là người tu phải quyết chí mở rộng lòng từ bi hỷ xả, dẹp mọi vĩ kỷ, phát tâm cứu độ chúng sinh trong cơn điêu linh thống khổ để gieo nhân lành, lập công bồi đức, vừa trả bớt nợ nần, vừa giải bớt gai gốc nghiệp chướng trên đường hồi quy của mình, đồng thời vun bồi thêm đức độ để làm hành trang tiến bước. Dân rồi đây sẽ phải chết nhiều vì ảnh hưởng nghiệp sát, rồi những cảnh đói không cơm ăn, đau không thuốc uống, cảnh binh đao chết chóc hỗn loạn đảo điên sẽ diễn bài để khảo trần gian trong cơn cộng nghiệp. Trong cảnh khổ nạn khắc nghiệt này, các con phải làm gì để rảo bước theo kịp cơ tiến hóa sang giai đoạn hoàng kim để tham dự được đại hội long hoa rực rỡ, để khỏi bị thoái hóa rơi rớt lại thời kỳ âm u đen tối kéo dài đến 7 ức niên sau hỡi con. Này các con, hãy nghe cho rõ và nhớ cho thật kỹ, đây là cẩm nang cấp cứu cha ân cần ban cho các con và tha thiết yêu cầu các con phải thực thi bằng mọi giá để vượt qua cho kỳ được cơn khảo đạo thử thách khốc liệt sắp đến. Thứ nhất, phải cấp bách ăn trường chay để giải bớt nghiệp sát, vì cơ chết chóc sẽ rất lớn đấy các con. Các con ơi, đừng sát sinh hại Phật thêm nữa, mà hãy lo lập hạnh phóng sanh và ăn trường chay để tạo phước đức hầu được sanh tồn. Vả chăng màn này trược khí dẫy đầy, các con đều vốn dĩ bị nhiễm trược vì những loạn cảnh bên ngoài, thì phải lo tấm bước trượt đi chứ đừng rước thêm bằng cách đem trượt điển của thú vật vào trong thể xác nữa. Cha cho các con rõ màn này độc khí trong cá thịt, trong các thức ăn động vật rất nhiều. Nếu các con đem chúng vào cơ thể rồi thì sẽ có lúc các con bị khảo đảo rất dữ vì trượt khí, vì độc khí, vì nghiệp sát đấy các con. Vậy các con nào chưa ăn chay trường thì phải gấp rút lo ăn chay. Các con nào ăn rồi thì phải ráng giữ hạnh trường chay nghe con. Cha cũng hiểu có những đứa chưa quen cách ăn thanh đạm nên thấy khó ăn. Nhưng các con ơi, đây không phải là lúc mà các con bảo thủ tính đam mê thịt chúng sinh hạ đẳng thú cầm, và cũng không phải lúc cố chấp quan niệm ngon dở nữa rồi, vì cảnh đại khổ đang và sẽ diễn bài ngày càng khẩn cấp mãnh liệt hơn. Nên lúc này không phải là lúc để ăn cho khoái khẩu, mà các con chỉ cần lo ăn giản dị để tạm sống cho qua ngày đoạn tháng thế thôi. Hãy tập cho cơ thể quen với những nhu cầu đạm bạc đơn giản để đỡ bị khảo đảo. Nên việc yêu cầu các con giảm bớt nhu cầu trong cơn đói khổ đó cũng là một cách trực tiếp làm cho mình đỡ khổ đó các con. Thứ hai là phải nhớ trụ điển lại,
tức là trụ tâm, trụ ý hay là trụ tư tưởng của các con cũng vậy. Thường thì tư tưởng của các con rất dễ bị phân tán vì những động loạn ngoại cảnh. Bên ngoài hỗn loạn đảo điên khiến cho các con rất dễ bị xao xuyến, hoang mang, rầu buồn, lo âu, phiền não. Cho nên cha khuyên các con cách trụ tư tưởng lại có hiệu quả, có lợi ích và thiết thực nhất, hầu cho nội tâm đỡ tán loạn, đó là phương pháp niệm danh hiệu cha, tức Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nếu chưa quen niệm danh cha thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Các con phải nhớ suốt ngày đêm trì niệm trong tâm, tưởng trên đầu để tư tưởng nhờ trụ vào câu niệm mà đỡ tán loạn vì những động cảnh bên ngoài. Màn này con nào ổn định được nội tâm, trụ được tư tưởng thì sẽ giữ được thanh điển. Nhờ giữ được thanh điển mà nó đỡ bị nhiễm trược, do đó mà tự hóa giải bớt nhiều khổ nạn do khổ trược kéo đến khảo đảo nó. Thứ ba, ngoài ra con nào biết thiền định thì phải siêng hành thiền nhiều hơn nữa. Có giờ rảnh nhớ hành pháp luân thường chuyển càng nhiều càng tốt trong ngày để hóa giải bớt trược điển ô nhiễm. Màn này trược khí rất dày nên các con hành thiền gặp khó khăn hơn. Vậy không nên giữ cái đà như trước mà phải cố gắng công phu bội phần mới giữ được thanh điển và giải bớt trược cho bản thể các con. Cha vừa khuyên các con những điều cần thiết và cấp bách để cấp cứu các con trong cơn khổ nạn này. Nếu những pháp tu trên để các con thực hành không ngoài mục đích giúp các con hóa giải bớt trược, ăn chay trường để bớt trược, trì mật niệm để trụ điển thanh, nhờ đó mà các con đỡ nhiễm trược, và siêng hành thiền để các con trụ tâm, nhờ đó mới đỡ bị khổ trược chi phối đó thôi. Các con có đỡ trược thì mới đỡ khổ đau, vì đứa nào càng nhiễm trược từ bên trong hay bên ngoài, nhiễm nhiều chừng nào thì càng khổ nhiều chừng ấy. Trần gian sở dĩ đang điêu linh thống khổ vì quá nhiều trược khí do những sai quấy của con người tạo ra, và khối trược ngất trời này đang hoành hành để dội ngược, để sát phạt lại theo đúng nghiệp lực của nhân loại. Cho nên giữ cho mình ít trược, tức giữ cho mình ít khổ hơn đó thôi. Nếu các con thực hành rốt ráo những gì cha khuyên bảo trên đây, ít nhất là điều 1 và điều 2, thì ắt chúng con mới hy vọng vượt qua được cơn thử thách khảo đảo lớn này. À, còn điều này nữa, cha muốn lưu ý các con về cách phục sức của người tu. Người tu có gì mặc nấy, không nhất thiết phải cạo đầu, chẳng phải mặc áo già hoặc trang phục theo kiểu tu sĩ hay ăn mặc xấu xí khổ hạnh mới là tu đâu các con, mà mặc bộ áo nào tu cũng được. Không nên câu nệ chấp nê vào hình tướng, vào y phục bên ngoài. Người tu mặc gì cũng được, áo đạo cũng như áo đời, vì bộ áo và sắc tướng bên ngoài chỉ là phương tiện cho con người mượn nó để sống thích nghi với cõi hồng trần, hầu học hỏi tiến hóa đấy thôi. Tiện áo đạo thì mặc áo đạo, tiện áo đời thì mặc áo đời. Cha cho các con rõ, khi cần mặc áo xấu thì mặc áo xấu, lúc phải mặc áo đẹp thì cứ mặc áo đẹp, khư khư ôm áo xấu mà chấp nê áo đẹp, hoặc cứ khư khư ôm áo đạo mà chấp nê áo đời, ấy cũng là mê chấp hình tướng đó thôi. Mặc y phục trần gian cho đẹp mắt cũng không phải là sái chân lý, vì trong chân lý có chân, có thiện, có mỹ, nên ăn mặc thanh lịch, trang nhã, hợp thẩm mỹ cũng nằm trong chân lý đó thôi. Có điều phải nhớ, lo đẹp bên ngoài nhưng đừng quên chăm sóc cái đẹp bên trong. Nếu chỉ lo ăn diện, chăm sóc, trao sửa sắc tướng bên ngoài mà thờ ơ, phế bỏ việc chăm sóc tâm linh bên trong cho sáng đẹp, cho thanh nhã, thì con người sẽ không đi đến chỗ văn minh thật sự và không thể tiến hóa lên cao được. Vì con người nếu chỉ mãi mê lo phần vật chất hữu vi nặng nề giả tạm mà quên lo chăm sóc chân ngã của nó, thì linh hồn sẽ cứ chìm đắm bị trì trệ trong các cõi nặng trược mà không thể tiến lên cõi siêu nhẹ được đâu các con. Do đó mới có việc kêu gọi các con nào đang dần hết thì giờ trong việc trau dồi vẻ đẹp hình thức bên ngoài. Không nên quá thiết tha với vật chất, không nên quá xe xua, ăn diện, cao chút bề ngoài, mà nên dành bớt một phần nào thời giờ để lo chăm sóc cao sửa phần hồn bên trong của mình nữa, thì vẻ đẹp trong ngoài ấy mới có giá trị thật sự các con. Khi các con thực sự giác ngộ rồi thì ắt sẽ hiểu rằng phải lo cái đẹp bên trong trước. Bên trong đẹp rồi thì tự nhiên thể hiện ra sắc tướng bên ngoài. Trong ngoài phải cùng đẹp, vô vi và hữu vi phải cùng đẹp một lượt. Đấy mới là sự biểu hiện chân lý trọn vẹn vậy. Các con có hiểu rõ điều ấy hay không? Thôi, cha ban ơn cho tất cả các con. Hãy nhớ ghi lòng,
và thực hiện cho kỳ được những gì cha đã ân cần tha thiết nhắn nhủ nghe con. Cha giả từ tất cả các con. Thánh huấn của Đức Kim Thân Thượng Đế, bài thuyết tối quan trọng về tính cách viên dung bình đẳng bất nhị giữa đại hồn và tiểu hồn, tức giữa tâm, giữa Phật và chúng sinh tam vô sai biệt. Này các con, mấy hôm nay cha cũng cảm kích vì thấy việc cha ra đi, việc cha sắp sửa lui vào cơ quy ẩn khiến cho các con hướng tâm nghĩ đến cha, rồi tìm mọi cách lên đến đây để gặp cha, để hiến dâng một chút tâm thành thiện ý trước ngày cha ra đi quy ẩn. Đó là điều khiến cho cha cảm xúc khi thấy các con gửi đến cha tất cả tấm lòng kính trọng và sự luyến lưu trước khi cha lên đường. Thực tình rằng con ơi, cha yêu thương các con vô vàn. Cha vẫn muốn các con có những cơ hội, những giây phút đến với cha, quây quần bên cha để nghe đôi lời dạy dỗ chân chánh, để mở thêm trí, khai thêm tâm, để được tiến bộ, có cơ hội phong phú thêm, để rồi phấn khởi dấn bước trên đường hành hương về quê xưa chốn cũ. Cha cũng khát khao được các con yêu thương, cha cũng khát khao những cảnh đông đúc quây quần bên cha để thể hiện cái tình cha con, thể hiện sự thân mật u ái giữa cha với các con cứ hồng trần, hầu nhắc nhở các con nhớ về nguồn cội. Vì cha ở trên kia từ trung tâm vũ trụ, cha là khối hào quang chói lòa vô cực vô biên không hình không tướng, là khối đại linh quang tỏa sáng khắp càn khôn vũ trụ, là cha thật của các con đó, là Thượng Đế đó con. Thượng Đế vốn vô hình vô tướng nhưng ở khắp mọi nơi, đó chính là đại hồn bàn bạc khắp càn khôn bao la. Và rồi một phần đại hồn tách ra thành các tiểu hồn, một phần đại ngã tách ra thành các tiểu ngã để xuống thế học hỏi. Tiểu hồn cha ra đi xuống thế học hỏi, bước đầu tiên tiểu hồn cha học trượt, nhiễm trượt rồi mê trượt. Trải qua bao kiếp sống nó trở nên quên căn, quên cội, quên nguồn, quên nguyên lai bổn tánh. Nó quên điều cơ bản tối quan trọng này là quên rằng nó vốn dĩ không khác gì đại hồn của vũ trụ. Nó chính là đại hồn của vũ trụ, là bản thể của vũ trụ, nó chính là Thượng Đế đó thôi. Thế mà nó không hề trực nhận ra, nó không hề tự nhận ra rằng bản chất Thượng Đế chính là nó. Nó quên đi bản chất Thượng Đế của nó, nên đối với cha đây là điều đáng tiếc và thật đáng xót xa đấy các con. Xuống cõi hồng trần, tiểu hồn cha ngục lặng trong bể trầm luân, xuống dưới nặng, học nặng rồi mãi miết đắm chìm trong cái nặng, nên nó không tự nhận ra bản chất Thượng Đế nơi nó, không nhận ra chính nó là Thượng Đế nữa. Mà đối với nó, Thượng Đế là cái gì quá xa xôi, quá mơ hồ, quá vĩ đại, xa cách linh hồn nó quá đi thôi. Cho nên các con ơi, cha cảm thấy cô đơn vô cùng tận, vì các tiểu hồn cha không trực nhận ra bản chất của nó, tức không nhận ra cha nó, nên không thể hiểu rằng nó chính là cha nó, và cũng không thể chấp nhận được rằng cha nó chính là nó. Vì thế cái tình yêu thiêng liêng của nó đối với cha nó bỗng quá ra xa cách lạc lẽo, khiến cho cha nó cô đơn mỏi mòn trong đời. Vì cho chúng nó ra đi rồi lại không thấy chúng trở về. Bởi cho đến bao giờ các linh tử còn quên cội, quên nguồn, quên bản chất, thì ngày trở về vẫn còn vô hẹn đấy các con. Việc này khiến cho cha sầu tủi và xót xa vô vàn. Nên các con ơi, cha khao khát các con tưởng nhớ đến cha biết chừng nào, cha khao khát các con nghĩ đến Thượng Đế biết bao nhiêu, cha khao khát các con hướng về Thượng Đế ở trong nội tâm của các con, tức nhớ về nguồn cội, phân dần dần ra nguồn cội để thấy lại nguyên lai bản tánh của mình, để trực nhận ra bản chất của mình hầu hợp nhất với Thượng Đế và thấy được sự thật bất ngờ, hy hữu rằng các con chính là Thượng Đế, vốn vô hình vô tướng, rực rỡ khắp càn khôn. Đó gọi là trực nhận chân lý đấy các con. Cha tha thiết mong sao các con tỏ thấu được sự thật này. Nhưng các con ơi, phần đông các con đều kẹt trong vô minh, nên lúc nào cũng lầm lẫn quan niệm rằng có sự xa cách vạn dặm giữa các con và Thượng Đế, có sự sai biệt giữa hữu hình và hữu hạn của kiếp sống con người với chân lý vô hình hằng hữu bao la. Điều này làm cho cha xót xa buồn tủi và thật cô đơn, nên cha hằng khao khát tình yêu của con đối với cha khôn xiết. Nhưng quan niệm về cha đối với các con thật quá cách biệt muôn trùng, cách biệt vô cùng tận. Cũng vì vậy, nếu ở thể điển quang vô vi, các con không thể nhận ra cha, nên khó hình dung để tưởng nhớ cha. Vì thế, cha đã mượn phần kim thân hữu vi hữu thể tại trần gian, tạm tượng trưng Thượng Đế để các con dễ hình dung ra Thượng Đế hơn,
để dạy dỗ các con biết hướng về Thượng Đế nơi nội tâm và luôn luôn tưởng nhớ về nguồn cội để phân ra đường về bằng cách cảm nhận dần dần, nhận thức dần dần cái nguyên lai bổn tánh nơi nội tâm của chính các con, để biết các con thực sự là ai, từ đâu đến đây và rồi phải trở về đâu đó các con. Vì cha thể hiện ở mặt điển quang vô vi thì các con không thấy, cho nên cha xuất hiện và mượn cái thân tướng hữu vi, hữu thể, hữu hạn để các con thấy được cha gần gũi với các con hơn, để các con cảm nhận rằng có Thượng Đế ngự tại cõi hồng trần này, hiện hữu gần bên các con đó và luôn luôn chia sớt ngọt bùi, cảm thông với mọi hoàn cảnh lăn lóc với các con và ngục lặng với các con trong bể trần ai đầy khổ ải này. Mặc dầu sự thật là Thượng Đế vốn vô hình tướng và hiện hữu khắp mọi nơi trong vũ trụ càn khôn, chứ không riêng một nơi nào cả. Sự hiện diện tượng trưng của cha tại cõi hồng trần xuyên qua xác kim thân giúp cho các con dễ cảm nhận Thượng Đế ở gần của chúng con hơn, để gợi ý cho các con biết nghĩ đến tình cha hơn nữa, yêu cha hơn, tưởng tới cha hơn, để các con thức tỉnh, giác ngộ và khao khát mà lo trở về nguồn cội. Được phương tiện trợ duyên hy hữu của xác thân cha đang giảng dạy tại cõi hồng trần này, các con còn chần chờ gì nữa mà không chịu thức giác quay về hở các con? Này các con, cơ quy ẩn này cha đã quyết định từ lâu, nhưng từ trước đến nay cha vẫn dần dà một chút để ban phước cho các con đấy thôi. Nhưng giờ đây là lúc cơ sát phạt rất dữ, quỷ ma và khối trượt sẽ lộng hành khảo đảo trần gian. Cho nên cha lui vào cơ quy ẩn để thể hiện sự tôn trọng tính cách công bằng, bình đẳng của định luật tiến hóa càn khôn đang vận chuyển qua từng thời kỳ hưng thịnh trượt thanh. Nên việc cha quy ẩn là cha hành động theo thiên cơ, theo thiên ý, vì đã đến lúc phải như vậy thôi con. Các con có hiểu được chỗ này hay không? Nhưng các con phải khá biết rằng cha ra đi đây tức đưa thể xác kim thân hữu hình quy ẩn mà thôi. Điều đó không có nghĩa là cha không có đối với các con đâu, mà cha thực sự vẫn còn đó, vẫn bàn bạc trong không gian, trong thời gian. Vì Thượng Đế ở đâu cũng có, Thượng Đế lúc nào cũng hiện diện và hằng hữu ở khắp mọi nơi đó các con. Phần vũ vi cha vắng bóng đối với các con, nhưng phần vũ vi của cha vẫn hiện diện ở bất cứ đâu. Cha vẫn ngự sẵn trong tâm hồn của các con. Nếu các con thật sự chịu quay vào trong, sẽ nhận ra cha không khó. Nếu các con luôn luôn tưởng nhớ đến cha, muốn rước cha, khao khát hồng ân cha, thì cha vẫn đến thăm viếng tâm hồn và an ủi các con luôn luôn đó thôi. Cho nên, cha ra đi đây không có nghĩa là không còn cha nữa. Cha ra đi đây không có nghĩa là trên con đường hồi hương, trên con đường phản bổn quy nguyên không có cha bên cạnh các con đâu. Mà cha vẫn hiện diện bên cạnh các con để dìu dắt âm thầm lặng lẽ, không âm thanh, không tiếng nói. Vì bằng tai trần thì các con không thể nghe được tiếng nói vô thinh của cha. Chỉ có nơi tận cùng sâu thẳm của nội tâm các con mới cảm nhận được tiếng nói vô thinh này. Nên cha sẽ nói nho nhỏ trong nội tâm các con, cha sẽ nói nho nhỏ trong linh hồn các con, cha sẽ nói với những đứa con nào chịu quay vào trong tưởng nhớ và khát khao tiếp xúc chuyện trò cùng Thượng Đế, thì cha cũng vẫn cùng với các con tâm sự, cha cũng vẫn hằng hữu trong tâm các con. Đó, âm thanh vi diệu của đại hồn lúc nào cũng lặng lẽ vang lên bàn bạc và chiếu rọi âm thầm trong nội tâm của mọi linh tự đây các con. Nếu chúng con tưởng nhớ tới cha thì cha vẫn cùng đi với chúng con, vẫn hiện diện bên cạnh và ngay trong con nữa. Trên con đường hồi hương, nếu các con quyết tâm tấn bước, tức chịu tu tiến thực sự và biết tưởng nhớ đến Thượng Đế, thì chắc chắn có cha luôn luôn là người bạn đường đi cùng với các con đó thôi. Cha là người bạn đường trung thành, thủy chung trọn vẹn và trọn đạo với chúng con. Cha vốn trung thành với chúng con từ thuở các con từ trên kia xuống tứ trần và tiếp tục trung thành thủy chung cho đến ngày các con trở về hợp nhất với cha thôi con. Không có bạn đường nào trên thế gian này thủy chung hơn cha. Không có bạn đường nào trọn đạo và trung thành hơn cha nữa đâu các con. Cha đó con, cha thật của các con đó. Cha trần gian của các con thì giỏi lắm chăm sóc và thương yêu các con chừng vài mươi niên thôi, nhiều lắm là 100 năm cũng hết, qua kiếp khác rồi thôi. Nhưng cha thật của các con thì tận tụy yêu thương chăm sóc các con từng giây từng phút, từ thỏa các con xuống thế cho đến ngày trở về, hết kiếp này sang kiếp khác ở cõi hữu hình cũng như vô hình. Khi các con có xác thân ở cõi hữu hình thì chăm lo theo cõi hữu hình. Khi con bỏ xác thân sang cõi vô hình thì lại tiếp tục chăm lo linh hồn con ở cõi vô hình. Rồi cứ tiếp tục như thế hết kiếp này sang kiếp khác, từ ngày xuống thế trải qua thời gian dài đăng đẳng cho đến lúc trở về đó thôi.
Thượng Đế là người cha hết sức tận tụy, đồng thời là mẹ luôn đó con. Vì phải chịu vô vàn cực khổ, chịu khó nhọc chăm sóc các con từng ly từng tí. Nhưng không những vừa là cha vừa là mẹ mà còn là bạn đường luôn nữa đó con. Cha là người bạn đường trung thành tuyệt đối, dẫn dắt và cùng đi với các con luôn luôn. Cha đi cùng chúng con trong định luật, cha đi cùng chúng con trong sự khảo đạo của nghiệp chướng ở trần gian. Sự hiện diện của cha nơi tâm hồn các con như thế nào, các con có biết hay không? Khi các con nhận ra mình đang bị khảo đạo, đang bị trả quả, đang bị nhồi quả, đang bị khổ đau, đang bị áp bức, thì sự nhận biết ấy chính là Thượng Đế đó các con. Vì sự sáng suốt nơi tâm con chính là sự sáng suốt của điểm linh quang Thượng Đế chiết thân ra cho xuống trần để học hỏi. Nên sự sáng suốt nhận biết ấy chính là bản chất Thượng Đế hằng hữu đang ngự trị trong tâm hồn và luôn luôn theo dõi sát mọi diễn biến của tư tưởng của các con đấy thôi. Cho nên nếu đứa con ngu muội nào cho rằng khi mình tưởng đến một ý nghĩ tối tăm hắc ám, chắc không ai biết được, đó là một sự nhầm lẫn đáng tiếc đấy các con. Vì chính lúc ấy tâm của các con đã theo dõi và biết rất rõ mọi diễn biến của tư tưởng. Mà tâm biết tức là Thượng Đế biết. Vì Thượng Đế tức là sự nhận biết sáng suốt hằng hữu đang ngự trị trong tâm của mỗi con đó. Mà Thượng Đế thì ngự ở khắp mọi nơi, bên trong cũng như bên ngoài thân tâm của các con. Nên dù cho các con hành động lén lút bất cứ nơi khuất lấp nào thì cũng đều bị Thượng Đế nhận ra cả. Vì lúc ấy chính tâm các con biết và thấy rất rõ mọi việc các con đã làm. Và ngược lại, khi các con nghĩ tưởng một điều lành hoặc thi hành một việc thiện âm thầm hay kín đáo đi nữa, thì các con hãy yên lòng, đừng sợ không ai chứng minh cho các con. Vì lúc ấy tâm các con biết, tức Thượng Đế đã biết và chứng minh công đức rồi đấy các con. Và các con có biết, cái người bạn trung thành, thủy chung, đồng hành với các con trong suốt quá trình học hỏi, hiện hữu với các con như thế nào hay không? Chính những sự kiện khảo đạo, trả quả, nhồi quả là người bạn đồng hành tuyệt đối trung thành và thủy chung với các con chứ không ai xa lạ. Người bạn đường khảo đạo trung thành thủy chung này là biểu tượng cụ thể tình yêu thương thấm thiết vô bờ của Thượng Đế đối với các linh tử đây các con. Vì sao vậy? Vì các linh tử rất cần sự hiện diện của cơ khảo đạo, bao gồm nào trả quả, nào nhồi quả, nào khổ đau, nào nghịch cảnh, nào thuận cảnh, để làm bạn chí thiết, chiếu cố, săn sóc, giúp đỡ luôn luôn đó các con. Vì nhờ đó các linh tử mới có bài để học, để được tiến bộ, để được thăng hoa, để hiểu biết, để được phong phú hơn, thì mới có đủ điều kiện để thành tựu công đức lực. Nên người bạn đường trung thành, thủy chung tuyệt đối này rất cần thiết giúp các con tiến hóa, cần thiết để dẫn dắt các con đi. Nếu không có những cơ khảo đạo cho trả quả, cho nhồi quả, cho khổ đau để thấm thía, thì chắc chắn các linh tử không thể nào tiến hóa được đâu các con. Cho các con học hỏi, chăm sóc các con, tru rèn các con, huấn luyện các con, giáo dục các con để càng lúc càng hiểu, càng lúc càng mở trí cho tới khi các con trở về hợp nhất làm một với cha. Và lúc bấy giờ các con mới nhận chân rằng các con chính thực là Thượng Đế vốn vô hình, vô tướng nhưng rực rỡ khắp mọi nơi đó các con. Như vậy, được sự ưu ái trợ duyên của người bạn đường tuyệt đối, trung thành thủy chung, được sự đùm bọc trong tình yêu thương thấm thiết của cha và được sự chăm sóc vỗ về nuôi nấng của mẹ, với những điều kiện tối ưu này, các con hãy mau phản bổn quy nguyên trở về nguồn cội. Hãy nhớ về cha thật của mình đi các con. Luân lý ở đời dạy các con phải tròn hiếu đạo đối với song thân ở cõi thế gian là để cho các con có cơ hội học hỏi tưởng nhớ về nguồn cội, về cái gốc sanh thành. Dạy các con phải tưởng nhớ công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ chính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thì những đứa trẻ con nho nhỏ học được những bài học giáo khoa thấp thoại này để dạy cho nó chữ hiếu đối với cha mẹ song đường để làm gì đấy con? Để huấn luyện linh hồn nó tưởng nhớ đến cha mẹ trước mặt mình tại cõi hồng trần này, rồi từ từ dần dần hiểu biết tăng ra nguồn cội để tưởng nhớ công cha nghĩa mẹ trên kia hầu lo trở về. Cho nên các con ơi, hãy tưởng nhớ đến Thượng Đế luôn luôn, hãy biết Thượng Đế là cha thật, hãy rước Thượng Đế đến và ngự nơi tâm hồn các con, để rồi cố gắng tu tiến hầu hợp nhất làm một với Thượng Đế đi con. Cho nên màn này cha khuyên các con nên trì niệm câu Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Niệm câu này để bảo hộ cho các con, nhưng nếu các con lầm lẫn quan niệm rằng niệm câu này để được Thượng Đế hộ trì,
là các con chưa thông suốt được ý nghĩa của việc tiến tu đâu con. Nếu các con còn quan niệm như thế thì trí tuệ của các con sẽ không thể nào phát triển lên cao được. Nhưng các con có biết niệm tin cha như thế nào mới được lợi lạc hơn hết hay không? Và đây là phương pháp niệm tin cha có lợi ích lớn cho sự tiến hóa mà các con hãy khá ghi nhớ và quyết tâm thực hành để cho sớm thành tựu. Khi các con niệm câu Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, các con phải thức tỉnh và giác ngộ cho kỳ được nguyên lai bổn tánh và thấy cho được bản chất Thượng Đế của mình. Mình là tiểu hồn của Thượng Đế xuống đây để học hỏi, tức nhận ra được chính mình là Thượng Đế, nên tên thật của mình chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế, nghĩa là chính tên của linh hồn con là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, chứ không ai khác. Nên khi con niệm câu này, con phải nghĩ tưởng cho được chỗ điểm của mình phải hòa trong càn khôn vũ trụ, làm một với bản thể chân như, tức hợp nhất với Thượng Đế đó các con. Các con có hiểu rõ chỗ thiết yếu này trong bí pháp niệm tên cha hay không? Nếu các con thông suốt được bí pháp này thì trí con sẽ mở nhiều hơn, linh hồn của các con sẽ chống tiến bộ hơn, vì điển của các con lúc đó ắt sáng hơn là khi các con chỉ nghĩ niệm để được Thượng Đế phò hộ. Con có hiểu chỗ tế nhị cao cả này không con? Và nếu con thực hành được yếu pháp này thì tự nhiên dù con không cầu không vọng, dù con không muốn cũng sẽ có sự hộ trì cho con đó thôi. Vì điển con thanh hơn, sáng hơn thì điển con sẽ bớt trượt hơn. Mà hãy bớt trượt hơn là đương nhiên bớt khổ. Khi con được bớt khổ thì điều đó có nghĩa là con đang được sự phò trợ, bởi con biết tự hộ trì mình nhờ con biết hợp nhất với Thượng Đế đó con. Vậy khi niệm câu Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, con nên nghĩ chỗ điển của con hòa với điển của càn khôn, hợp nhất với đại hồn của vũ trụ. Hãy ráng nhớ chỗ đó giùm cho cha đi các con. Nhưng có hai điều cha phải nghiêm túc lưu ý các con. Điều thứ nhất, cha dạy bí pháp niệm tên cha đồng thời hợp nhất với Thượng Đế. Điều này không có nghĩa dạy các con ngã mạn cống cao, tự xưng mình là Thượng Đế trước mọi người, rồi khinh khi chúng sinh, xưng danh Phật vô chủ, tranh giành giáo quyền tác hại quần sanh, thì chính cái ý nghĩ đen tối của đứa đó sẽ là thủ phạm, làm nội ứng thu hút mãnh liệt khối trượt đến, trùm đẩy và nhận chìm nó trong khổ đau khủng khiếp sau này đó các con. Các con khá hiểu rằng bí pháp niệm tên cha chỉ dành cho các con thực tu để trở về mà không màng tới bất cứ một ân huệ nào của ngũ dục thế gian, có thì tạm dùng, không thì thôi. Cho nên vấn đề phổ biến bí pháp này phải rất cẩn trọng và dè dặt, vì bí pháp này sẽ làm thoái bộ cho những đứa nào ngu muội còn dẫy đầy tham vọng mê luyến trần gian đó con. Và điều lưu ý thứ hai là khi các con niệm tên cha và nhận biết được con là cha, thì tâm hồn con cũng phải cởi mở như Thượng Đế thì mới hợp nhất được. Nghĩa là tâm hồn con phải hòa ái với mọi người, phải từ bi hỷ xả, phải biết thương yêu và quý trọng chúng sinh, đối xử bình đẳng với đồng loại, phải trường trai và phải giới hạnh nghiêm minh, thường bố thí phóng sanh và luôn luôn làm hạnh Bồ Tát, tạo công đức hầu lợi lạc cho đời, thực hành thiền định để duy trì thanh điển. Các con khá biết rằng vì Thượng Đế vốn không hình tướng, Thượng Đế vốn vô cực, vốn không âm dương nam nữ, nên Thượng Đế vốn không có tên gọi mà chỉ tạm gọi là Thượng Đế. Và Thượng Đế cũng không là gì cả, nhưng không một hiện tượng nào trong vũ trụ mà không phải là Thượng Đế. Vì Thượng Đế vốn ở khắp mọi nơi, nên nếu các con muốn trở về hợp nhất với Thượng Đế, các con phải tuân thủ điều kiện cơ bản này, là dứt khoát không được chấp mình là gì cả, vì Thượng Đế vốn không là gì cả, vì Thượng Đế vốn vô hình vô tướng, và phải dứt tuyệt cái quan niệm chấp mình là Phật, chấp mình là Bồ Tát, chấp mình là Thánh, chấp mình là Tiên, chấp mình là Thần đi các con. Các con muốn hợp nhất với Thượng Đế mà còn tự phụ, tự đắc, tự cao, ngã mạn, tự xưng danh Thượng Đế trước mọi người để ăn xin sự cúng dường, để ăn mài sự cung kính, thèm khát giáo quyền, ngu làm giáo chủ, thì đó là giả danh Thượng Đế đó các con. Vì Thượng Đế thật sự vốn không hình tướng, vốn không tên gọi, vốn không hề xưng danh để vang xin bất cứ một ân huệ nào của trần gian ban bố cho đâu các con. Các con có biết cha dạy cái bí pháp niệm danh cha đồng thời mở rộng tâm hồn hòa cùng vũ trụ là mở rộng cái gì không? Đó là mở rộng lòng bác ái, vị tha, từ bi, hỷ xả,
thương yêu quý trọng muôn loài, trường trai bớt dục, giới đức nghiêm minh đó các con. Khi những đức tánh này thể hiện và phát triển trong tâm hồn, sẽ dẫn dắt các con hành trình quay về nguồn cội. Đó là hình ảnh Thượng Đế xuất hiện cụ thể xuyên qua mọi hạnh cứu khổ độ sinh nơi thể xác của các con đó. Chứ cha không hề dạy các con tự xưng danh Thượng Đế trước mọi người, mà trong khi tâm hồn các con vẫn còn dẫy đầy tư tưởng mưu đồ đen tối, vị kỷ thấp hèn, làm hại cho đời sống tâm linh và vật chất của chính mình và của chúng sinh đâu. Cho nên các con phải sáng suốt phân biệt rõ điểm tế nhị này, để đừng bao giờ cố tình nhầm lẫn, tự xưng danh mình là Thượng Đế với bất cứ ai và ở bất cứ nơi nào. Các con phải nhớ và chớ phạm phải lỗi lầm tối quan trọng và không thể tha thứ được này nghe các con. Các con ơi, màn này là màn đại khảo khổ nạn ở khắp thế gian, nên các con phải ráng niệm tên cha và cố mở rộng tâm hồn hợp nhất với Thượng Đế ở mọi nơi, mọi lúc, để nhờ đó điển các con sẽ được sáng hơn, hầu hóa giải bớt trượt cho chính mình. Chỉ có bớt trượt thì mới bớt khổ nạn được thôi. Các con có rõ điều này hay không? Ngoài ra, màn này trong cơn khổ nạn, các con phải ráng giữ xác thể của mình cho thanh sạch và giữ cho được sự ổn định nội tâm, tức giữ cho được thanh điển đó các con. Giờ đây, ngoại cảnh đang đảo điên động loạn, nên hướng tâm nhiều ra bên ngoài, các con dễ bị dao động, lo sợ, buồn rầu, phiền não. Các con phải khá biết rằng, dù lúc này các con có lo sợ, buồn rầu, phiền não thì cũng không giải bớt được khổ nạn cho mình đâu. Vì khi các con buồn rầu, lo lắng đủ thứ khổ nạn thì lúc đó chắc chắn bị mất điện thanh. Vì thần các con bị tán loạn, tư tưởng bị phân tán nên điện thanh các con phải bị suy tức khắc. Mà điện mất thanh thì tức tâm hồn đã bị trượt quá bởi u phiền loạn động. Trượt hơn thì ác khổ nhiều hơn, cho nên loạn động phiền não chẳng những không giúp cho các con giải bớt khổ nạn do nghiệp lực khảo đảo mà còn làm cho các con càng khổ đau thêm. Nên các con ơi, màn này hãy vững tin ở sức mạnh thiêng liêng, hãy vững tin ở trời và cố mở rộng tâm hồn cao cả hợp nhất với Thượng Đế. Rồi Ngài sẽ cùng gánh khổ với chúng con, sẽ cùng với chúng con lướt dặm qua những chông gai, qua những khó khăn thử thách hiểm nghèo. Nếu các con nhớ tới Thượng Đế thì Ngài sẽ cùng sinh hoạt với các con luôn luôn ở bất cứ đâu và bất cứ giây phút nào đó các con. Và các con có biết phải giữ thể xác cho thanh sạch bằng cách nào không? Bằng cách trường chay và bớt dục đó các con. Các con hãy ráng ăn chay trường đi. Con nào chưa ăn thì hãy ráng mà ăn. Con nào ăn rồi thì phải ráng giữ hạnh trường chay. Điều này rất cần thiết và cấp bách lắm cha mới nhắn nhủ các con đó. Và phải cố gắng hành pháp luân thường chuyển nhiều gấp bội trong ngày để giải bớt trượt điển. Nay mai các con sẽ thấy tràn lan những cảnh bị xâm nhập. Nếu các con không biết giữ thể xác thanh sạch nhờ trường chay tiết dục và giữ tâm hồn an tịnh, mà nếu cứ để cho tâm tán loạn thì điển sẽ mất thanh. Khi đó trượt điển sẽ tích tụ dày đặc trong tâm hồn, nên sẽ có nhiều đứa trong chính các con bị xâm nhập bởi các điển trượt tương xứng của các vong linh hay hồn thú xâm nhập khảo đảo bản thân con. Màn này nếu con nào thiếu phước và có nghiệp với chúng nó, nặng nợ với chúng nó thì luật trời sẽ cho chúng nó tự do lộng hành khảo đảo các con theo luật nhân quả. Những phần xâm nhập này sẽ sát phạt quấy phá khảo đảo các con, hành các con bệnh hoạn cả tinh thần lẫn thể xác, đưa đến cho các con những cơn khổ nạn xui xẻo không chừng. Vì lúc đó các con đang bị mất thanh điển, tức bị trượt nhiều hơn, nên rất dễ bị các phần trượt điển ở cõi vô hình tá vào, xúi dục các con hành động theo ý của chúng nó. Nó sẽ phá điển, lấn áp điển và lấn áp phần hồn chúng con, và nó có thể tá vào xác thân chúng con để hành động theo ý muốn của chúng nó, hầu sát phạt trần gian. Cha cho các con biết rằng màn này chúng nó rất cần phần thể xác hữu vi để cố trượt vô hình làm việc. Nên đứa nào trượt nhiều, nặng nề nhiều hợp với trượt điển của chúng thì chúng sẽ tá điển trượt nhập xác để sử dụng các con. Cho nên rồi đây các con sẽ thấy đủ mọi hiện tượng hỗn loạn, đảo điên, đủ thứ những cảnh như vậy. Rồi điên lên thiếu gì con? Lớp bị tà xâm nhập, lớp bị đủ thứ nạn khổ, lớp bị nghiệp khảo. Con nào thiếu tu, thiếu phước sẽ bị chúng nó chiếm xác làm việc, có khi sẽ chịu nghiệp lực kéo đi luôn. Khối trượt sẽ kéo nó đi với chúng và có khi rớt luôn trong màn này, cho nên phải gấp rút ăn chay trường đi các con, cần lắm. Cha khuyên vì cần kiếp, các con rồi đây sẽ bị khổ nạn chết chóc dữ lắm. Màn này chỉ còn trốn trong phước đức và trong nội tâm an tịnh của chính mình mà thôi, nên phải giải bớt nghiệp sát càng nhiều càng hay.
trước mình đã vay quá nhiều rồi, giờ đây phải giải bớt nó đi con. Vì thế các con phải gấp rút ăn chay trường đi các con ơi, con nào cảm thấy khó ăn nên cố gắng ráng chút đi con. Vì các con cố gắng chạy đua đến mục tiêu đại hội lâm qua mà e còn không kịp, huống hồ thì các con lại cố đi lùi lại thời kỳ dã man. Mình đã tập cho thể xác này quen với quá nhiều nhu cầu, quen thỏa mãn sự đòi hỏi, thì rồi có lúc các con sẽ khổ vì chuyện này. Vì đến lúc nào đó nó sẽ trở lại khảo đảo các con, khi các con không còn đủ điều kiện để vừa ý chúng nữa. Cho nên tốt hơn hết các con nên tập cho nó quen dần theo ý muốn của mình, theo ý chí của linh hồn mình. Điều đó có nghĩa là các con tự giải cho mình bớt khổ trong màn này đó thôi. Nhưng nếu chỉ ăn chay trường thôi thì có ích lợi gì bao nhiêu đâu các con. Ăn chay nhưng đồng thời phải tu tâm sửa tánh, tham thiền niệm Phật nữa mới thật sự hữu ích cho việc thăng hoa tâm linh và trở về hợp nhất với Thượng Đế đó con. Cho nên bằng mọi giá các con phải ráng giữ sự ổn định nội tâm, hãy ráng giữ điển thanh, đừng cho tâm mình hoang mang dao động. Vì cảnh khổ nhất định phải có và chắc chắn không ai tránh khỏi được. Các con đã được học thông về nguyên nhân của sự khảo đảo và lợi ích lớn lao của mọi khổ đau rồi, thì hãy bình thản tinh thần tiến bước xuyên qua mọi núi giáo vuông của khảo đảo, và hãy tự tại vượt qua mọi rừng khổ đau của nghiệp quả, và hãy chấp nhận lội lặn qua bể trần ai ngập tràn máu lệ này với bộ áo giáp phước đức vi diệu do chính các con tự tạo ra đi. Áo giáp phước đức này các con phải tự rèn lấy bằng tam công tứ lượng, bằng trường chay, bằng giới cấm, bằng công phu tham thiền niệm Phật, bằng bố thí phóng sanh đó các con. Sẽ cho các con rõ chỉ có áo giáp này là hữu hiệu mà thôi, không có áo giáp nào che chở cho các con vi diệu và đảm bảo hơn cái áo giáp phước đức trong lúc này. Nếu các con có được áo giáp này thì giàu ở bất cứ nơi đâu, giàu trong tên bay đạn lạc, giàu trong hiểm nguy khổ nạn cũng có thể qua được đó thôi. Vì màn này tiền không cứu được các con mà vàng cũng không cứu các con được, cửa nhà thì lại càng tệ hại hơn. Vì những thứ này chúng khảo đảo các con điêu đứng ăn ngủ không yên. Các con ơi, ngoài phước đức ra không có cái gì cứu các con được, chỉ có phát cho mình một cái áo giáp phước đức và trốn trong phước đức trong nội tâm an tĩnh là hữu hiệu mà thôi. Chứ không phải nghe nói khổ nạn rồi đi vô hang mà trốn, cũng không phải nghe nói hiểm nghèo rồi kiếm ghe kiếm tàu mà đi. Vì hiểm họa ở bất cứ nơi đâu, khổ nạn ở bất cứ chỗ nào, nếu các con bị khảo đảo vì khổ nạn do nghiệp lực của mình thì các con ở đâu cũng vậy thôi. Cho nên chỉ có cách duy nhất là trốn trong áo giáp phước đức thôi con. Các con ơi, màn này không tu là một thiệt thòi rất lớn. Phải tu thôi con, ráng trụ điển và giữ sự ổn định nội tâm, chứ có mong vọng nhiều theo ngoại cảnh. Màn này phố trượt sẽ tung đủ thứ chuyện để gây cho các con bị dao động. Các con hãy ráng giữ sự ổn định nội tâm và giúp cho mọi người ổn định. Ai hoang mang dao động hay tán loạn nhiều thì nên nâng đỡ tinh thần bằng một vài lời khuyên nhủ khuyến khích và giúp cho tâm hồn của người khác được an định hơn. Cha cho các con rõ, ai giúp cho người khác ổn định nội tâm là làm việc cho khối thanh, ai làm cho người hoang mang dao động để thoái hóa tâm linh là làm việc cho khối trược đấy con. Làm việc cho khối thanh là công quả, mà làm việc cho khối trược là nghiệp quả. Các con nên chọn công quả mà làm, đừng gieo nghiệp quả mà gánh nghe con. Cha khuyên các con điểm này, ráng nhớ đừng gieo rắc hoang mang dao động, nên giữ nội tâm mình an định và đồng thời phổ hóa sự ổn định này ra xung quanh mình, để nội tâm những người xung quanh cũng được ổn định. Đó mới là người tu. Người chân tu phải thực hiện cho được việc này là hãy tránh gieo rắc những gì loạn động vô ích. Gần đây có những luồng dư luận gây hoang mang trong quần chúng nói về cha, phê phán kim thân cha. Những dư luận này gây sự dao động trong cơ đạo. Cha khuyên nhủ các con nhớ giữ sự ổn định nội tâm. Nếu ý niệm về cha hoặc những câu nói hành vi nào của cha mà giúp các con ổn định, giúp các con mở trí, giúp các con hướng thượng thì các con nên giữ đó để mà tiến hóa, mượn đó mà làm phương tiện giúp mình tiến bước trên đường tu học. Còn cái gì cha dạy khiến cho các con nghe mà hoang mang, thôi thì các con cứ gạt nó sang một bên đi. Mình không biết chuyện này có hay không, nghe nói cha thế nọ thế kia hay không chân chánh hay có cái gì đó mà khiến cho mình dao động hoang mang, thì các con cứ gạt nó sang một bên cho cha đi, cứ gạt sang một bên để nội tâm các con được ổn định. Cha cho các con rõ, cha không cần gì quy danh của cha, nhưng đối với cha sự ổn định nội tâm của các con mới là điều tối hậu và cần thiết trong lúc này. Vì hiện nay các con chưa đủ trình độ để hiểu được Thượng Đế và phê phán Thượng Đế đâu con, nên cha khuyên các con đừng hoang mang dao động làm gì. Các con ơi, các con không nên phê phán ai, ngay cả giữa các con với nhau, giữa con người với con người.
Cha không nói giữa chúng con với cha, mà cha nói ví dụ giữa con người với con người, giữa một người với một người thôi, thì sự sai quấy của người khác mình còn không nên phê phán làm gì, mà mình hãy nên quay lại lo phê phán mình trước đã. Người thật tâm tu phải biết quay vào trong kiểm soát mình, tống rác rưới trong nội tâm để mình được sạch thêm. Đống rác của người ta mình thấy, đống rác của mình quên đi, thì cá nhân này không thể nào tiến bộ được đâu con. Ai làm sai quấy đã có luật trời. Luật trời biết lo cho nó hơn con, thấy nó và thẩm xét nó rõ hơn con. Thượng đế thấy nó và biết nó rõ hơn con, cho nên các con khỏi lo. Và rồi ví dụ, cha đây có sai quấy thế nào thì cũng có luật trời đó thôi. Các con lo gì chỗ này? Có luật trời hành xử và phát động luôn luôn, vậy các con lo gì? Cho nên các con hoang mang không biết những gì mình nghe nói về cha có đúng không? Hoặc mình nghe nói rồi đâm ra buồn ý, thất vọng, nản chí. Thì cha khuyên các con nên gạt cái này sang một bên đi con. Nhiều con nghe rồi đang tu bỏ tu, đang ăn chay bỏ đi ăn mặn. Nhiều con quyết định ở đây tu, rồi bây giờ nghe cha thế này thế nọ, lại đâm nản quyết định vượt biên cho rồi. Các con ơi, các con nên nhớ rằng, các con tu, các con nhờ, con tu đi con trở về, con tu cho con. Con nào trở về cha cũng sung sướng lắm. Cha khuyên các con hãy cố giữ sự ổn định nội tâm của con dùm cha đi. Việc đó mới thực sự khẩn cấp để cứu các con trong màn này. Cha nói thật, cha chưa cần con nào tin cha. Cha chưa cần con nào biết cha. Con nào biết đây là cha, tin đây là cha là phước cho nó, mừng cho linh hồn nó, vì nó được hưởng sự hiểu biết giác ngộ sớm hơn bao đứa khác. Nhưng ngược lại, nếu đứa nào chưa biết đây là cha, chưa đặt niềm tin đây là cha, cha cũng chưa cần nó tin. Cha chưa cần ai tin cha. Nếu cần các con tin, cha đã mở rộng cửa và công khai tiếp khách từ lâu rồi. Như các con thấy đó, cha đóng cửa không tiếp khách, cha cũng chưa hề kêu con nào tới đây để tin cha. Cha vẫn thường nói với những con có duyên phước gặp cha: này con, khi con tưởng đến cha thì ắt đã có cha ngự trong tâm con rồi. Không cần thiết phải đến đây mới có cha, vì cha ở khắp mọi nơi, không phải chỉ ở đây mới có cha đâu. Và cha cũng vẫn thường nói: các con ơi, cha chưa cần các con tin cha. Tin mà không chịu tu chưa bằng không tin mà quyết tu. Cha nói câu này thường lắm, và hôm nay cha lặp lại: vì không tin mà chịu đi thì cuối đường các con sẽ thấy cha, và tự nhiên lúc đó các con sẽ biết cha thôi. Tin mà không chịu tu tức là các con không chịu đi, mà không chịu đi thì làm sao tới, không đi thì làm sao có lúc thấy cha thật sự được con. Chỉ tin mà không tu thì cái tin này chỉ là một thứ mê tín mà thôi. Cha không khuyên các con mê tín, cha muốn các con chánh tín. Vì chánh tín rồi thì mới hy vọng trở về hợp nhất được với chân lý. Còn mê tín thì không thể nào về tới được đâu con. Khoảng như các con không tưởng đến Thượng Đế, thì cũng nên nghĩ lại mà lo thương xót cứu vớt linh hồn của chính mình đi. Đừng để nó bị nặng nề trọng trược. Các con đã giam nhốt nó trong thể xác ngũ uẩn của con biết bao nhiêu kiếp rồi. Phải giải phóng nó đi, phải mở cho nó ra, tháo bỏ xích xiềng và giải bớt trọng trược cho nó thăng hoa.